Rồi, để đề số 10 ra tiếp tục sửa. Làm thầy có số 1 đầu tiên. Làm xong 3 bài tập rồi đúng không? Còn những bài kia kia làm, người ta cũng làm cũng hay nè. Rồi, câu số 1. Câu số 1, giới từ đi theo đây là giới từ. Dịch thầy có bạn there is a security guard. Có ai đây? Có một người bảo vệ đang đứng entrance cái gì rồi các bạn? Cái cổng vào của tòa nhà thì chắc chắn đang đứng ở đâu các bạn? Ở hoặc là tại đi theo giới từ gì thôi các bạn? At the entrance. Cơ bản rồi nhé các bạn. At the entrance, ở tại cái cổng vào. Nhớ cổng vào nhắn đọc là gì các bạn? Entrance, nhắn vào thứ nhất. Không đọc entrance nữa nha. Tiếp tục là câu số 2. Một câu hỏi đuôi rất là dễ. Các bạn nhìn vô các bạn đọc kỹ giùm thầy chứ. Câu này các bạn phải vờ e nó phải chị ha không các bạn? Chứ cái này có phải là phải vờ e là viết tắt của ha. Nhưng mà nó phải mang nghĩa là có không? Không. Trong trường hợp là chị ha phải ra nó dấu hiệu của gì? Hiện tại ông Thành sao biết tại nó có gì đấy? Có xin rồi thì chắc là have rồi, xin là hiện tại ông Thành. Cho nên câu hỏi đuôi của hiện tại ông Thành thì cũng phải có have thôi. Thì một là câu C, hai câu D. Mà câu D nó đang ở thể khẳng định thì các bạn dùng phủ định thì thôi, chọn thầy câu D. Được chưa? Bạn đã thấy họ ở trong cái buổi hòa nhạc đúng không? Concert. Rồi câu số 3. Rồi câu này nhìn đáp án các bạn nghĩ câu này liên quan vấn đề gì bạn? Pronounce is repronounced, or is pronounced, or was pronounced. Liên quan vấn đề gì đấy? Bị động đúng không? Thì bị động các bạn chỉ xét thấy cái thi thì các bạn chỉ còn coi giùm thầy cái dấu hiệu. Nếu mà nó có dấu hiệu thì các bạn coi giùm thầy đó chính là cái câu còn lại trong câu đề nó đang thi gì. Câu còn lại trong câu đề nó có gì rồi các bạn? Can you thì chắc là thi gì rồi. Có thể là hiện tại đơn đọc thử giùm thầy nhé. Bạn có thể vui lòng nói với tôi biết được cái từ này nó được phát âm như thế nào thì chắc câu này chắc chắn chỉ có thể dùng thi gì các bạn. Hiện tại đơn, bởi vì tại sao dùng hiện tại đơn? Một là có chữ can nè, là hiện tại đơn nè. Cái thứ hai nữa là gì các bạn? Tại sao phải hiện tại đơn? Đúng rồi, một cái sự thật và một cái từ này được phát âm như thế nào? Bản chất của nó dùng hiện tại đơn thì chọn này có gì? Và câu C và là bị động các bạn phải coi hiện tại chủ ngữ coi nó ít hay nhiều. Câu này chủ ngữ this word là chủ ngữ is, cho nên các bạn sẽ chơi động từ đó chính là chủ ngữ is, đó chính là dùng is là xong. Pronounce. Được chưa? Thì pronounce nó là động từ mang nghĩa là gì vậy? Pronounce động từ mang nghĩa là gì? Phát âm. Nhưng mà chữ pronounce nó còn mang nghĩa khác, nó sẽ mang nghĩa đó chính là công bố hoặc là tuyên bố hoặc là tuyên án luôn nhé các bạn. Công bố, tuyên bố, tuyên án. Công bố, tuyên bố hoặc tuyên án. Đó, ví dụ như là bà Trương Mỹ Lan đã được pronounced, đã tuyên án đó chính là tử hình. Hoặc là một cậu bé 5 tuổi gần đây thì đã được tuyên bố, đã gì các bạn? Pronounced dead, đã gì các bạn? Được gì đây? Được pronounced dead. Thằng bé 5 tuổi nó đã bị chết các bạn. Nó được công bố ở mọi mặt trận là nó đã qua đời. Được chưa các bạn? Không gì cái phó đó em. Được cái phó là một cái bảng rồi em. Cái phó thì hơi ghê chút xíu. Rồi, pronounce là động từ. Nhớ hôm nay chứ pronounce nó có thể ra trong đề thi, đó chính là trong phần collocation động từ khó. Được chưa? Rồi, chứ pronounce. Rồi có một số cái liên quan phát âm, đó chính là gì đây? Đó chính là cái từ stress. Stress danh từ đó chính là cái sự nhấn trọng âm, nhưng mà động từ nó phải gì đây? Mang nghĩa là gì các bạn? Động từ mang nghĩa là gì? Danh. Ơi. Động từ mà danh từ là cái sự nhấn trọng âm, còn động từ của nó là gì các bạn? Nhấn mạnh, đúng không? Nhấn mạnh thì bây giờ thầy sẽ có một số từ nhấn mạnh. Cái từ đầu tiên đó chính là từ accent. Cũng là từ nhấn mạnh của thầy đó các bạn. Accent là cái gì các bạn? Cái giọng đúng không? Nhưng mà bữa thầy nói các bạn accent nó còn là động từ nữa, đó chính là gì các bạn? Cũng là nhấn mạnh luôn. Bữa thầy nói các bạn chưa? Rồi đúng không? Đó thì nhớ thầy. Và nhắc lại pronounce phát âm, nhưng mà nghĩa khác của nó lại là gì nữa các bạn? Công bố, tuyên bố hoặc tuyên án. Được chưa? Rồi nhưng mà các bạn nhớ chữ pronounce thêm đi, nó còn là tính từ. Cái này mở rộng thêm, bạn nào muốn học thì học. Pronounce thêm đi tính từ, nó còn mang nghĩa là rõ ràng. Thầy đã từng thấy cái từ pronoun thêm đi là tính từ trong rất nhiều bài đọc. Nhưng mà khả năng ra trong đề thi sắp tới thì cũng thấp. Rồi cuối cùng thầy đó chính là câu số 4. Rồi câu số 4 câu này là về gì nè các bạn? Trật tự tính từ. Rồi thì các bạn chỉ còn đọc này câu A, các bạn phân tích điểm này thôi. Round. Nhớ viết ra thầy câu thằng chú dữ mà. Ông xấu ăn súp cua ổng mập phì. Rồi round là dữ bạn. Round nó mang nghĩa là gì? Hình tròn thì nó là hình dáng, đúng không? Metal là gì các bạn? Kim loại thì là chất liệu.
chắc liệu nó phải con cuối đúng không bạn? Để chơi bài Italian, nguồn gốc xuất xứ thì bạn chốt là có gì? Cái gì phía trước chứ mà hình dáng trước không? Brown trước nè, thì một câu A, hai câu D là chắc chắn là cái gì phía cuối rồi. Metal thì chốt lại đó chính là câu D, được chưa? Ông xấu ăn xúc cui ổng mặt thì, được chưa? Rồi ổng trước mũi mặt các bạn ha. Rồi chọn thật quá. Câu gì các bạn? À, câu gì đúng không? Rồi most hits, câu này là câu về collocation danh từ dễ. Hầu hết hits, hầu hết gì các bạn? Nhiệt thì nó sẽ bị mất through the head. Nhiệt trong cơ thể chúng ta nó sẽ bốc ra từ đầu. Vì vậy là mình phải dưới đây các bạn nên bận một cái mũ và một gì đó xung quanh cái neck, xung quanh cái cổ của mình để giữ ấm. Chắc chắn mình phải đeo cái gì các bạn? À, cái scarf là cái khăn choàng đúng không? Đó thì chọn là chính là câu C. Để thì có thể ra vấn đề này các bạn ha. Có một năm 2022 nó ra một câu là tại những buổi tiệc Halloween thì mọi người đều đeo gì các bạn? Mẹ mask rất là dễ. Được chưa? Rồi ta có một số tương tự clip là gì các bạn? Cái kẹp tóc vì hair clip hoặc paper clip. Hair clip là gì các bạn? Hair clip đó chính là kẹp tóc. Còn paper clip đó chính là kẹp dính. Được chưa? Bracelet là gì các bạn? Đây là cái bracelet đó. À, vòng tay. Được chưa? Đó, còn necklace là gì? Vòng cổ. Ok. Còn mitten. Mitten thì cái này là ở Việt Nam gặp lắm. Bên Đà Lạt thì maybe thôi. Mitten thì chỉ sử dụng cho tay ở những cái nơi mà tuyết rồi thôi. À, găng tay bông như các bạn, găng tay bông hoặc găng tay len ở trên mitten. Nhưng mà có một cái găng tay bình thường thì có từ gì các bạn? A glove đúng rồi đó, glove. Được chứ? Mà găng tay lúc nào cũng có hai cái cho nên phải là số nhiều thay gloves. Găng tay gloves. Thầy nghĩ đâu ra thầy, đâu ra găng tay thầy nghĩ sẽ là từ này gloves. Cái này âm ô với bạn gloves, ghi chú vào thôi. Rồi câu tiếp theo, câu số 6. À các bạn nhớ thầy chỉ clip nó còn động từ nó còn mang là cắt nha các bạn. Được chưa? Clip. Ví dụ một cái clip, một cái video clip là gì các bạn? Một cái video ngắn mà nó đã được cắt từ một video dài đó. Đây cách để mình nhớ. Nhớ các bạn, đó. Rồi, câu số 6. Offer, so offer thì động từ có to hay thêm y? À, chắc chắn là to rồi, offer to. Offer to là giữ bằng. Rồi, Gavin để giữ bằng. Đề nghị, picking me up. Pick me up, đón tôi sau cái trận đấu đá banh. Đợi chưa, match, trận đấu đá banh thôi. Rồi, trận đấu đá banh thì có một số cái liên quan. Đầu tiên đó chính là giữ bằng. Xong đấu đá banh thì có một danh từ, đó chính là danh từ pitch. Đây là xong đấu đá banh. Được chưa? Còn sân bóng, sân đấu tennis thì người ta sẽ dùng từ court. Được chưa? Đó. Còn sân golf người ta sẽ dùng nó chính là từ course. Ok ha, thầy nói lại. Pitch đó chính là gì các bạn? Sân đá banh hoặc là sân bóng không phải bóng rổ, bóng chuyền, bóng gì gọi là bóng bầu dục. Được chưa? Bóng bầu dục cái mà thì bầu dục các bạn đấy, nó giống cái quả góc vậy đó thì bạn đi rồi. Rồi court nó là gì các bạn? Sân bóng chuyền, bóng rổ hoặc là sân tennis. Được chưa? Các bạn thấy một cái đặc điểm của cái sân bóng rổ, bóng chuyền hoặc tennis nó như nữa các bạn? Nó phẳng rồi nó vẽ đường này nọ kiểu court. Được chưa? Nhưng mà court nó còn mang nghĩa là tòa án nữa nha các bạn, nhớ mà nha, court còn mang nghĩa là tòa án nữa đó, tòa án. Đó, năm nay kiểu như là kiện cáo tùm lum tùm la đó, có ai biết ai được đề thi nó ra trong court. Còn course chính là sân gôn. Được chưa? Ai cũng biết khoa là khóa học nhưng course còn mình nghĩa sân gôn các bạn ha. Còn đường băng cửa ngoài sân bay thì nó là gì các bạn? Cái gì? Đường băng là gì? Đường băng của sân bay là gì? Runway. Có biết không vậy? Runway là gì các bạn? Nếu mà liên quan vấn đề người mẫu thì runway là gì? Sàn diễn runway, bây giờ nghe chứ? Đó thì sàn diễn runway là kiểu cho người mẫu kiểu như người ta đi lại, người ta đi một đường dài thì máy bay thì chắc chắn là cũng phải có một cái quãng đường đi trước khi mà có cánh, đúng không? Được chưa? Thì đó chính là ta có từ runway. Ok. Đường băng. À, trước giờ là biết runway là đường sàn diễn catwalk đúng không? Nhưng mà không biết runway là còn đường băng nữa. Ok.
Rồi để thầy còn mở rộng thêm gì nữa không? Football. Football thì thầy có huấn luyện viên, thầy có từ gì các bạn? Huấn luyện viên thầy có từ gì? Ờ, được coach bạn. Coach. Được chưa? Cái từ này là danh từ các bạn, danh từ đó là gì các bạn? Có hai nghĩa hiểu tiên đó chính là là coach này. Là coach này là một là đó chính là người hướng dẫn, là cái huấn luyện viên. À xin lỗi, người hướng dẫn, huấn luyện viên đúng rồi chính xác. Và cái thứ hai đó chính là xe gì? Xe đỏ. Không biết luôn hả? Xe đỏ. Được chưa? Xe đỏ. Chở xe đỏ xong mà sang xong em. Đó là cái phà em. Được chưa? Xe đỏ. Nói chung là xe đò kiểu như giống như xe buýt hoặc là cái xe mà các bạn đi vô Sài Gòn á. Xe xuyên nhiều năm cũng dùng động từ coach thôi, danh từ coach thôi. Và nhớ đi xe, bắt xe đó đi theo động từ gì thầy? Động từ gì đây? I take hoặc là catch. Để chơi nhớ take a coach, catch a bus gì đó thầy đi theo động từ take. Cái này rất là cơ bản các bạn ha. Nhưng mà coach động từ nó mang nghĩa là gì? Danh từ đó chính là người hướng dẫn, huấn luyện viên, thằng động từ nó là gì? Dự đoán thầy đi. Thì động từ nó hướng dẫn thôi. Được chứ, thầy đồng ý với chữ instruct này nọ, kiểu tutor đó. Thì đã biết đó chính là người hướng dẫn huấn luyện viên thôi mà. Còn trọng tài là cái từ gì các bạn? Bữa nói chưa ta? Referee, đúng không? Đó. Còn gì nữa không ta? Năm nay là thể thao đủ thứ nè. Còn gì nữa không ta? Vận động viên học rồi, athlete đó. Được chứ? Rồi, cứ tụng thầy. Câu tiếp theo. Câu số 7, một câu về liên từ. Các bạn thấy being very tired thì nó đã là một cái gì rồi các bạn? Cụm danh từ, một cái danh động từ. Thì chắc là cụm danh từ. Thì chốt thầy, một là câu A, hai là câu C. Thì nghĩa rất là mệt. Tôi thấy nó khó để ngủ. Thì chắc là gì các bạn? À, tương phản rồi, thì chốt thầy câu C. Nhớ, cái này phải khoa chữ đời cho thầy các bạn. Despite being very tired, mặc dù rất là mệt. Nhớ, sau despite because of, các bạn có thể dùng being như thầy, hoặc là động từ tương ứng, danh động từ. Bởi vì bản chất của danh động từ nó là danh từ. Ok. Rồi, tôi thấy nó khó để ngủ. Còn bữa thầy dạy các bạn sleeping. Có ai nhớ sleeping là gì không? Không phải ngủ trong gì đâu các bạn. Sleeping là cái gì? Kiểu như là ngủ quá giấc so với bình thường. Ngủ quá giấc so với bình thường đó các bạn. Thầy từng nói bạn rồi đó. Đó, ví dụ như là bình thường 7 giờ các bạn dậy, nhưng mà bây giờ trong hè thì các bạn có thể ngủ quá giờ, khoảng 9 giờ các bạn dậy, gọi là sleeping. Ngủ quá giấc so với bình thường. Đó, bữa học rồi nha. Còn sleepover là gì? Tí nữa có một vài đồng các bạn sẽ thấy một cụm sleepover. Ngủ ở nhà một người khác. Được chứ? Ngủ lan. Ngủ lan đó, đúng rồi đó em. Ngủ lan nghe hơi bị, nó hay liên tưởng với những cái thứ mà nó gớm đó, đúng không? Rồi sleepover có gì? Ngủ lan cũng được. Hoặc là ngủ ngủ ký tại nhà của ai đó. Ngủ tạm nhà ai đó. Đặc biệt là mấy bạn gái. Đúng không? Ở bên nước ngoài, đặc biệt bên Mỹ, bên phương Tây là mấy bạn nữ rất là thích sleepover. Con trai nếu sleepover chủ yếu từ đó chỉ chơi game thôi các bạn. Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo, một câu về phrase verb. Anh ấy đã gì tất cả những cái lỗi và viết lại một lần nữa. Anh ấy đã làm gì tất cả những cái lỗi các bạn? Gạch đi, đúng rồi. À, gạch đi thì quá dễ chọn gì các bạn? À, cross out, đúng không? Gạch đi. Thầy từng nói bạn cross gì các bạn? À, băng qua, nhưng mà thầy có cross danh từ nó hình chữ gì? Hình chữ thập, đúng không? Đó, mình gạch chéo ra hình chữ thập nè. Rồi sau đó thầy nói các bạn red cross là hội chữ thập đỏ đó. Nhưng mà cross tính từ là bữa thầy bạn vẽ cái hình này là cái biểu tượng gì chứ? Tức giận rồi đó. Cross còn là mang nghĩa tức giận đó, bữa nói rồi. Nói chứ thực tế là chỉ cross sao thôi, ôn lại thôi. Cross sao là mình gạch đi, gạch bỏ. Nói chứ còn ai là gì? Get by, học này một số cụm. Cái get by này, cái này nói rất là nhiều luôn á. Get by. Rồi các anh nhớ nghĩa get by là gì không? Hả? Rồi nghĩa đầu tiên đó chính là đủ để sai. Đủ để sai, đủ để sống. Đủ để sai, đủ để sống. Nghĩa theo đó chính là đủ để sai, đủ để sống là được rồi. Đủ để sai, đủ để sống. Ví dụ như là với cái mức lương 10 triệu thì các bạn ở trong Sài Gòn thì các bạn chỉ gọi là get by được rồi các bạn. Được chưa? Hoặc là ví dụ như mà với một cái tiếng Anh như thế này của thầy, để mà thầy mà sang bên Úc hay bên Mỹ thì cũng đủ để gọi là get by thôi. Chứ muốn gì nữa em? Trời ơi, qua bên đó là người ta nói đủ thứ trên trời dưới đất, sao mà thầy nghe kịp? Khó lắm chứ phải dễ đâu. Rồi đó chính là cái từ get by ha. Rồi tiếp tục.
Drive off, drive là lái. Còn off là gì? Drive off. Off là kiểu như là mình chạy đi, được chưa các bạn? Drive off kiểu như là chạy đi thôi, kiểu như là chạy khỏi một nơi nào đó đi thôi, được chứ? Drive off, nhưng mà thằng nghĩ đề thi nó không sẽ ra cái này đâu. Còn leave out, quá khứ là left out, leave out kiểu như mình loại bỏ, được chưa? Đó. Còn cross out nó phải gạch bỏ, lỗi thì phải gạch bỏ, được chưa? Leave out, leave out là loại bỏ các bạn ha. Leave là rời đi đó. Và các bạn nhớ cho thầy, đối với cái trường hợp mà nhắc lại thầy xe đò, thầy có cái danh từ gì? Coach. Và nó sẽ đi theo động từ drive hay là ride. Ride hay là drive. Hai cái này nó đều là lái và nó khác nhau chỗ nào không ạ? Ủa cái quần của thầy nó dính cái gì vậy ta? Còn drive lái xe ô tô nè. Nhưng mà ví dụ thầy có một con ngựa á, thì thầy sẽ ride a horse hay là drive a horse? Ride, ngồi vậy. Ví dụ thầy có xe đạp thì nó có hai bánh nè, xe máy có hai bánh nè. Drive thì các bạn thì nó bốn bánh đúng không? Vậy con ngựa có bốn chân, ngồi alo. Kia dùng vô lăng, ủa con ngựa không cũng dùng vô lăng hay sao? Cùng dùng con dây, ủa alo, ngồi vậy. Giải thích như nào đấy? Thì ride nó sẽ mang nghĩa đó chính là lái hoặc là cưỡi. Lái cụ thể chữ ride này là gì? Là mình ngồi lên trên một cái vật thể nào đó, rồi sau đó mình điều khiển. Rồi chơi còn drive là mình sẽ ngồi ở trong mỗi ghế, mình sẽ dùng vô lăng. Được chưa các bạn? Tự tư hơn đó. Cưỡi ngưỡi ngựa giống như mình cưỡi một chiếc xe, leo lên cái yến, đúng không các bạn? Chứ gọi là ô tô là cái yến, ô tô là sẽ có chữ seat, cái ghế ngồi. Đây cách để mình nhớ, đơn giản hơn các bạn. Rồi tiếp tục này, câu số 9, một câu về danh từ, một câu về từ loại. I tried on the shoes, sẽ giữ bằng tôi thử giày, nhớ thử giày là try on nha. Tôi thử những cái đôi giày và chúng vừa tôi mà perfect là như đó bạn, một cách hoàn hảo, là vừa dính, nó gọi là vừa dính vừa khít. Để như vậy các bạn nghĩ cái từ rồi đang thiếu là gì? Trạng từ để bộ nghĩ cho hành động vừa, đúng không bạn? Thì chỗ thầy đó chính là câu D thôi, được chưa? Câu B chứ đúng perfectly, đúng không? Fitted me. Các bạn nhớ fit là nó vừa, nhớ các bạn. Còn vừa hoặc là hợp, nhớ này nhé các bạn, vừa hoặc là hợp. Còn chữ match là gì? À thưa xin lỗi, fit nó chính là vừa. Ví dụ như là cái áo này hoặc là cái quần này nó vừa vai đó. Còn match là gì các bạn? Ví dụ như là this shirt doesn't match you, nó không hợp với bạn. Chữ match là đang nghĩa là hợp. Nhớ đề thi có thể ra cái động từ fit và match. Ok nha. Fit là vừa, còn match là hợp. Mình mix and match đó, được chưa? Mix là mình phối đồ để cho nó, match là để cho nó hợp. Hiểu được chưa? Rồi tiếp tục này, câu số 10, một câu về trạng ngữ về thời gian nè. Rồi, quá dễ. Các bạn chốt là câu gì? Câu. Ê, đừng làm sai những câu này chứ bạn. Bạn thầy hướng dẫn bạn hết rồi, những cái mẹ cắt rồi. Câu số 10, chọn câu gì đây? Các bạn chỉ là nhiệm vụ các bạn làm gì thôi? Xác định cái thì của vế có sẵn thôi. Vế có sẵn có thì gì các bạn? Quá khứ hoàn thành. Thì vế trước, quá khứ hoàn thành thì vế trước nó có thể là hiện tại hay hiện tại hoàn thành hay là tương lai không? Không, thì vế trước nó chắc chắn không phải gì đâu các bạn. Quá khứ thì chọn là có gì? Câu A thôi. Vậy ta coi các bạn. Tại ta nghe cái bạn này nói câu nào, câu số mấy á? Ừ. Rồi lúc mà tôi đến buổi tiệc thì hầu hết guest, hầu hết gọi là những khách mời đã rồi đi rồi. Thì các bạn thấy quá khứ hoàn thành dùng để mô tả một sự việc đó như đó các bạn. Quá khứ hoàn thành dùng để mô tả một sự việc đã xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ. Được chưa? Thì có hai hành động quá khứ. Một hành động đó chính là mình đến buổi tiệc, và cái thứ hai chính là những quan khách đã rời khỏi, thì hành động là xảy ra trước. Quan khách rời trước thì sẽ dùng quá khứ hoàn thành. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 11, câu này là thành ngữ ám ảnh. These young athletes, những dữ vật, những cái người vận động viên trẻ này đã training, cái này training mà biết sao anh tả training, đã training hard là đã dữ vật đào tạo, đã kiểu như là đào tạo là kiểu, hoặc là đã training rất là nhiều, đã huấn luyện đào tạo rất nhiều, rất là khắc nghiệt, và họ gì đó để compete, họ huấn luyện rất là nhiều và họ cái gì đó compete là dữ vật thi đấu, đúng không các bạn? Thì họ rất là gì, thi đấu sẵn sàng, đúng rồi đó, hoặc là nóng lòng thi đấu.
Thì trong tiếng Anh có một cụm thành ngữ đó chính là straining at the lưu ý các bạn ha, straining at the leash. Được chưa? Leash đó chính là cái dây xích mà xích chó các bạn. Được chưa? Còn strain là gì các bạn? Học nhưng mà chữ strain theo từ nghĩa các bạn. Strain danh từ mang nghĩa là cái gì mấy đứa? Không, mấy đứa đồng chữ train, chữ chain rồi. Đây strain mà cái áp lực hoặc là cái sức nặng. Được chưa các bạn? Áp lực, sức nặng, strain. Vậy các bạn coi nè, các bạn tưởng tượng như là một con chó hung dữ mà nó được xích dây và có một con mèo trước mặt nó, thì nó rất là tức giận và nó rất là dữ bằng nôn nóng, nóng lòng để kiểu như là dây xích nó được tháo ra để nó tát con mèo, đặc biệt lần đầu nha thầy á. Đó, thì đó chính là cụm thành ngữ này. Đó, nhớ thầy leash, thì các bạn chỉ còn nhớ là chữ leash đó chính là cái dây xích chó, được chưa? Leash. Rồi nhớ nha, cụm này rất là phổ biến trong tiếng Anh, được chưa? Thầy nhắc lại những cái vận động viên trẻ này đã đào tạo huấn luyện không mệt mỏi, không ngừng nghỉ và họ rất là nóng lòng để cạnh tranh thi đấu. Rồi tiếp tục này, một số cụm thành ngữ button, button là gì rồi các bạn? Cái nút, nút áo rồi nè, họ kiểu đúng các bạn. Và thầy thuận dạy ban đó chính là push someone's button là gì? À, chọc đi ngay đó đúng không? Mỗi người, bữa thầy nói mỗi người đều có một cái button, một cái nút là một cái giới hạn nào đó, một khi mình push nó, mình nhấn nó, đó chính là cái giới hạn của mình. Được chưa? Là kiểu như là nhắc lại thầy là chọc điên ai đó. Được chưa? Nhưng mà thầy thấy là năm ngói nó ra những cái thành ngữ về quần áo rồi. Năm ngói nó ra thắt lưng. Rồi có một năm nó ra cái tóc. Thì thầy nghĩ năm nay chắc nó không có ra về quần áo nữa đâu, đồ đạc nữa đâu. Được chưa? Năm nay năm ngói ra con vật rồi, thầy nghĩ năm nay nó quay trở lại đó chính là cơ thể con người. Được chưa? Mà cơ thể con người nó nhiều kinh khủng, họ có thể ra màu sắc các bạn ha. Đó. Đề thi minh họa nó ra màu sắc thôi, thì thầy đang cố gắng giới hạn lại. Có thể thầy sẽ ôn với bạn những câu thành ngữ về cơ thể con người. Rồi, gauntlet, học thầy cũng rất gauntlet. Run the gauntlet, thầy nhớ trong năm thầy dạy các bạn và thầy cũng kể với bạn cái gọi là lịch sử của câu thành ngữ này. Run the gauntlet, nó mang nghĩa là bị chỉ trích kịch liệt. Hoặc là tiếng Việt mình có cụm nào mà nó gần gũi hơn mà dùng để nói về chữ chỉ trích các bạn? Chì chét hả? Chì chiếc. Chì chiếc. Hoặc là ném đá cũng được. Nếu mà nói mà ném đá thì nó gọi là gần nghĩa với cụm này hơn. Bởi vì hồi xưa đó các bạn, một cái người mà bị phạt á, một người mà bị vi phạm á, thì họ sẽ gọi là đứng giữa một hàng người. Người ta sẽ sử dụng dao, sử dụng những thứ nhọn để gọi là đâm chọt người ta, cái người đó phải chạy qua giữa cái hàng đó và bị đâm chọt rất là nhiều. Hồi xưa được chứ bạn, hồi xưa mà La Mã này nọ kiểu rồi đó, thì ta ở cầm run the gauntlet. Ok ha, thì mang nghĩa là gì? Thầy cũng biết nữa. Ừ. Rồi, run the gauntlet, bởi vì từ này từ cổ các bạn. Rồi, mirror thì họ nói là cái gương rồi đúng không ạ? Nhưng mà mirror động từ mang nghĩa là gì bạn? Còn là cái bản sao nữa. Được chưa? Bản sao của đó nữa. Rồi ok ha, tiếp tục thầy con 12. Rồi con này là khó các bạn, một collocation động từ khó. It's a big theater, nó là một cái nhà hát lớn. Vì vậy bạn phải thật sự giọng nói của bạn, giọng hát của bạn, nếu mà bạn muốn giọng của mình được nghe ở từ phía sau. Đó, at the back. Được chưa? Rồi thì các bạn nghĩ nó sẽ chọn động từ gì đây? Bởi vì nó là một nhà hát lớn cho nên để cái giọng mình được vang từ phía sau, từ xa, thì mình phải cái giọng của mình, mình phải nói giọng mình nó to, đúng không các bạn? Thì ABCD cái nào nói to thì phân tích giùm thầy câu A. Hesitate, phân vân lưỡng lự do dự, cái này từ này cơ bản rồi đúng không? Câu B, implement, cái từ này có học cái mà em đụng chữ implant nữa, nó dính được chữ y mà, cung cấp đâu mà cung cấp hả? Thực hiện hoặc thi hành, được chưa? Nhớ thầy cái từ này, từ này từ cơ bản nha. Thực hiện tiến hành, chưa có năm nào mà bắt các bạn tìm từ đồng nghĩa với từ này thì có thể năm này ra, còn nó sẽ ra cái từ này trong một bài đọc lộ. Implement, thực hiện, thi hành, tiến hành, triển khai, đó chính là động từ implement. Bây giờ thầy có implement a plan là tiến hành một cái kế hoạch, được chưa? Rồi các bạn quăng câu A và câu B vào ổn không? Không được. Câu C, process. Process là danh từ là gì các bạn? Cái quá trình, vậy động từ của nó là gì? Thầy từng nói các bạn, xử lý, xử lý thông tin dữ liệu đúng không?
xử lý giọng hát của bạn cũng được. Còn đi project, danh từ là project, project đó chính là cái dự án, nhưng trong hôm nay đang là động từ, được chưa? Thì động từ này sẽ mang nghĩa đó chính là gì các bạn? Đó chính là nói to rõ, được chưa các bạn? Quên điện vô. Rồi các bạn chuyển sang đó chính là câu D, thằng chữ này chứ thầy quên. Các bạn có biết cái máy chiếu không? Máy chiếu thực tế người ta cũng sử dụng cái từ project đó. Được chưa? Bởi vì máy chiếu là như đó các bạn, nó sẽ phóng to, nó sẽ chiếu, gọi là cái hình ảnh nhỏ trên màn hình thì nó sẽ chiếu lên một cái máy chiếu, một cái màn chiếu thì cho nó sẽ to lên. Đó chính là cái động từ project. Danh từ là project nhưng động từ đọc là project các bạn ha. Được chưa? Thì cách để nhớ là gì các bạn? Đó chính là một dự án, một cái đề án. Vậy động từ của nó sẽ là gì các bạn? Mình không dịch là mình phát âm rõ một cái đồ án mà mình sẽ nhớ các bạn. Kiểu như là mình thực hiện một cái dự án. Được chưa? Nó còn mang nghĩa là thực hiện nữa, nhưng mà nếu mà được thì ra thì nghĩa nó sẽ ra đó chính là, với nghĩa đó chính là phát âm rõ, nói rõ. Được chưa? Nói to nó rõ. Ok ha. Rồi, nhớ thầy nha. Ok, tiếp tục thầy câu tiếp theo, câu số 13. Rồi, suggestion. À, câu này là câu về giữa bạn making world may have been may. Nó có thể liên quan về hai vấn đề. Một là giữa bạn rút gọn về điều quan hệ. Hai là gì? Các bạn thấy đáp án having rồi này đúng không? Có thể là bị động gì nữa? Có một câu làm bị động rồi mà. Phân từ hoàn thành. Được chưa? Vậy câu nào các bạn coi nó sẽ dùng gì đấy? Most of the suggestion gì thầy có không? Hầu hết những cái đề xuất tại cuộc họp mà các bạn coi động từ make là hầu hết những đề xuất mà được đưa ra tại cuộc họp thì nó đều không thực tế, thì rõ ràng câu này chắc chắn phải có dùng rút gọn mày đều không các bạn? Có, bởi vì sao phải có mày đều không hề, rút gọn mày đều không hề? Bởi vì sao có hai động từ make và động từ were, được chứ? Còn bị động là nó chỉ có một động từ là to be thôi, is it was were thôi, được chứ? Mà các bạn thấy rõ ràng nếu mà các bạn gộp một cái câu đáp án trong một câu đề là có động từ số 1, đến sau có động từ to be were thì chắn là phải có made quan hệ. Mà made quan hệ mình có thể rút gọn, mà cụ thể mình rút gọn là chủ động bị động, chắc chắn là hầu hết những cái ý kiến đề xuất mà được đưa ra phải bị động thì chọn thì có gì các bạn? Có gì? Cái gì mấy đứa chọn tùm lum tùm la gì trời, bây giờ mình đã học bữa giờ rồi mà giờ còn câu C nữa là sao mấy đứa? Và câu gì đây? Câu D có đứa còn chọn câu C nè. Having been made thì đó là cũng là cái gì đó các bạn? Phân từ hoàn thành vị trí ở đâu? Đầu câu mà tự nhiên đây đang giữa câu mà tự nhiên câu C làm gì? Trời ơi, nhớ mà lái thiệt luôn á. Rút gọn mình đều không hề là như đó các bạn? Là các bạn sẽ bỏ, nếu mà dài dòng nó sẽ là gì? Hầu hết những cái suggestion, cái mà which, cái mà đã được đưa ra, were, made. Bởi vì cái này là quá khứ cho nên phải dùng be là were. Mà tại sao phải dùng be? Bởi vì là bị động. Bị động có tức là be động từ 3. Rút gọn mày đều không hề là như thế nào? Bỏ which và bỏ gì luôn? Bỏ be luôn này là còn động từ cục 3. Cái này sao vừa còn làm sao nữa đi vậy hả? Mà quan trọng có hiểu không vậy? Hiểu sao bây giờ còn làm sai cái vấn đề này nữa? Trời ơi, vô đề thi cứ sai lặt vặt như vậy là không còn điểm nữa. Câu 14, rồi các bạn chọn mạo từ gì đây? Đây có phải là cái nơi duy nhất để ăn ở đây hay không? Thì bạn chỉ mạo từ gì? Tại sao dùng từ? Không phải, nó không phải biết nơi mà bị mình có chữ only rồi cho nên phải có gì các bạn? The. Hồi bữa mình học một cái cấu trúc đó chính là gì các bạn? Số thứ tự, the first, the second, hoặc là the only, the next. Thì sau đó mình có thể sử dụng rút gọn mày đều không hề. Bữa nay nói các bạn chứ, cụ thể là gì? Nếu chủ động thì là gì các bạn? The first cộng danh từ, cộng danh từ rồi sau đó nếu mà có động từ thì phải gì các bạn? To be. Còn bị động là gì? To be động từ 4. Má, bữa nói chứ. Thầy nghĩ là năm nay ra này nè. Ok. Rồi tiếp tục giúp thầy. Như các bạn nhớ này, nếu mà có thấy chữ only lúc nào mình cũng gắn cái từ gì thì đúng hay sai? Cũng chưa đúng.
Bởi vì sao? Trong tiếng Anh có một cụm đó chính là an only child. Đó chính là gì các bạn? Hoặc là the only child cũng được, đó chính là ai các bạn? Con một. Được chưa? Đó. Nhưng mà thầy nghĩ nếu nó không ra cái khó tới như vậy đâu. Nếu mà ra chỉ là the only là tu thôi ha. Rồi câu nào? Động từ nào đi theo với cái từ change? Jack đi kiểu như là thay đồ đi. Khách sẽ đến đây sớm và bây giờ mày còn bọn đu, còn bọn gì nữa. Rồi thì các bạn coi change nó sẽ đi theo động từ gì các bạn? Thay đồ rồi đó, động từ gì thôi? Put change. Bọn đồ lên là put on đồ. Sao mà còn put change được phải là gì? Make change là ngẫm luôn rồi em. Get change cho thầy. Trời ơi sai hết luôn. Cái này thầy nhớ là hồi xưa cấp 2 là cách học rồi nè. Thì đây là một câu cơ bản rồi đó. Rồi nãy giờ là mất hết điểm luôn. Nhức đầu luôn không biết được. Get change hoặc là get dressed. Bữa thầy dạy các bạn get dressed chứ. Get dressed thì mới đi đó. Get dressed hoặc là get changed chứ là thay đồ bọn đồ. Câu 16. Khoa đang nói chuyện với một waiter, một nhân viên tại một nhà hàng. Nhân viên phục vụ nói: which flavor would you like for your ice cream? Là gì? Bạn muốn cái vị gì cho kem của bạn? Rồi Khoa sẽ nói câu gì đây? Câu A, that's terrific là như thế nào? That's terrific là gì mới đó? Kinh khủng nó mới kinh khủng, trời ơi là trời. Terrible nó mới là kinh khủng. Còn thầy có terrific mà. Tuyệt vời. Thầy nói trước là cái từ này năm ngoái nó ra ở trong cái phần trọng âm. Ai biết năm này nó ra trong phần gọi là đồng nghĩa trái nghĩa, hoặc là trong cái phần giao tiếp như thế này. Thầy nói chứ trời, trong năm đã dạy rồi đó. Terrific nó sẽ mang nghĩa đó chính là tuyệt vời. Rồi rồi thầy cũng từng nói với bạn có một cái sự rất là mâu thuẫn, vô lý. Đó chính là thầy có terrible. Thì nó sẽ đồng nghĩa với horrible. Đều là gì ạ? Kinh khủng. Nhưng mà thầy là có terrific. Thì nó lại không liên quan gì tới. Đó chính là horrific. Được chưa? Hai cái này thì nó như các bạn có thể trái nghĩa nhau. Nhưng mà hai cái này kiểu như là gần nhau về nghĩa. Được chưa? Cái này là gì? Terrible, kinh khủng. Horrible cái là kinh khủng. Terrific đó chính là tuyệt vời. Nhưng horrific kiểu như là đáng sợ. Được chưa các bạn? Đó. Cho nên người ta đôi khi người ta thắc mắc tự nhiên buồn buồn giống nhau nhưng kiệt cái là khác nhau không liên quan gì hết trơn. Được chưa? Để thì có thể ra hai cái từ này. Thầy nói cho biết trước. Ví dụ thầy có horror movie đó bạn. Horror movie là phim gì? Phim kinh dị đó. Rồi thầy có câu B, có chọn không các bạn? Câu A có chọn không? Nó thật là tuyệt vời, được không? Người ta đang hỏi what mà sao chưa trả lời mà. Câu B, I'll go for mint. Tôi sẽ chọn vị bạc hà. Go for là gì các bạn? Mình chọn, đúng không? Thầy nói bạn ơi, tôi sẽ chọn vị bạc hà, chắc chắn là chọn rồi. Câu C, I don't mind it. Tôi không có. Chứ mind, động từ mind là gì các bạn? Bận tâm hoặc là phiền. Nói rồi mà. Bận tâm hoặc phiền, I don't mind it là tôi không có phiền đó. Và nhớ thầy sau mai động từ nó phải như thế nào? Sau mai động từ phải như thế nào? Thêm biên hay tú? Thêm biên như thầy. Còn đến likewise. Tương tự. Được chưa các bạn? Likewise, tương tự. Ví dụ như nice to meet you. Mình có thể nói là the same to you. Phải không? Likewise, mình có thể dùng likewise. Được chưa? Còn khi nào mình sẽ dùng the same to you. Ví dụ như là good luck to you. Rồi sau đó trả lời the same to you. Hoặc là good luck to you. Likewise cũng được. Được chưa các bạn? Likewise cũng tương tự. Được chưa? Rồi Candy và Vi đang thảo luận về vấn đề globalization là gì các bạn? Vấn đề toàn cầu hóa. Rồi Candy nói toàn cầu hóa thì nó như thế nào các bạn? Nó có một tác động to lớn lên trên nhiều cái khía cạnh của cuộc sống. Và Vi nói câu nào đây, Vi có đồng ý không? Chúng ta phải get used to, chúng ta bắt buộc phải như vậy. Get used to là gì? Phải làm quen với việc đó. Thì rõ ràng là Vi có đồng ý với Candy không?
Bởi vì Candy nói là cái toàn cầu hóa nó ảnh hưởng lên trên mọi khía cạnh của đời sống, cho nên chúng ta phải giận làm quen với nó, chắc chắn là nó đồng ý rồi. Để ABCD cái nào đồng ý các bạn? Vì đó này có câu A, that sounds irrelevant. Câu B, irrelevant. Trong năm thầy dạy các bạn là gì? Relevant là gì? Hợp lý, phù hợp. Vậy irrelevant là gì? Nó không phù hợp, rồi không chọn. Câu B, I share your view. Tôi có cùng quan điểm với bạn, đúng không? Chọn luôn. Câu C, nó sẽ xảy ra trong tương lai mà bây giờ xảy ra rồi. Còn câu D, tôi e rằng nó không đúng. Được chưa? Rồi câu 18, một câu thành ngữ. Rồi khi nào mới xong rồi đề mới. Many gymnasts. Thầy có gymnastic là gì quá? Còn thầy gymnastic. Gymnastic đó chính là một cái môn thể thao gì quá? Thường tay không nhẹ các bạn. À, đúng rồi, thể dục thể thao. Còn athletics là môn thể thao gì đây các bạn? Điền kinh. Được chưa? Còn nếu mà thầy bỏ chữ S đi thì nó sẽ là tính từ. Athletic là mô tả tính từ của người như thế các bạn? Là nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Học rồi đúng không? Trong một bài đồng nghiệp tái hiện. Vậy rồi nha các bạn, về nhà có lại. Rồi, tuần sau là tha hồ mà làm lại đề cũ nha. Chứ không làm lại đề cũ, không ôn lại từ vựng ra là ngậm. Không có kiến thức để thi, còn có 20 bài nữa thôi nha. Rồi, gymnastic thầy nhá. Nhắc lại gymnastic là gì nữa các bạn? Thể dục dụng cụ. Vậy gymnast đó chính là vận động viên thể dục dụng cụ. Được chưa? Các bạn nếu mà bạn coi thể thao, không biết mấy đứa coi thể thao không? Hồi nhỏ tiểu học thì đã rất là thích coi thể thao, thì coi SEA Games, thì coi Asia, thì coi Olympic đủ thứ đó. Mà bây giờ hỏi lại mấy đứa cấp 3, mấy đứa cấp 2 vậy, tụi nó không quan tâm nào luôn á. Thật sự luôn, mấy đứa có biết Asia là gì không? Mấy đứa SEA Games là gì không? Nhiều khi các bạn cũng không biết nữa. Đúng không? Cho nên là thầy cảm thấy là càng ngày thì gọi là cái khả năng mà gọi là lĩnh hội được tin tức của mấy đứa càng đi xuống. Đúng không? Sao kỳ vậy ta? Rồi phải nên kiếm mấy đứa, chứ mấy nghĩ thời gian rảnh mấy đứa làm gì, lướt những cái gọi là vô bổ. Cho nên thầy cảm thấy là TikTok đôi khi là nó hơi bị toxic đối với giới trẻ đó. Cho nên thầy nghĩ là bây giờ các bạn chuẩn bị là người lớn rồi, các bạn chuẩn bị đại học rồi, đại học là đòi hỏi các bạn có một kiến thức rất là rộng rồi, các bạn phải đi làm nữa. Được chưa? Cho nên là các bạn phải nên tiếp thu những kiến thức thường thức cũng như là kiến thức xã hội nhé. 18 tuổi rồi. Thì bây giờ quay trở lại bài câu 18. Many gymnasts là nhiều vận động viên thể dục dụng cụ là đã pass their time. Pass là gì các bạn? Không phải quá khứ đâu các bạn. Là đã qua cái gì đây? Lúc mà họ là thanh thiếu niên. Thì nếu các bạn coi thể thao thì một cái đặc điểm của những cái người vận động viên dù thể dục dụng cụ là họ như thế nào? Rất là trẻ. Tự nhiên họ giải nghệ là sao? Chưa nói vậy giải nghệ rồi nó chết luôn đó trời. Một đặc điểm đó các bạn coi thì rất là trẻ, 15, 16 tuổi, đôi khi 14 tuổi, rồi chơi 17 tuổi. Thì rõ ràng là cái thời mà teenager là cái lúc mà tụi nó là cái thời hoàng kim đỉnh cao của tụi nó. Được chưa? Mà lúc mà tụi nó kiểu như là thanh thiếu niên, qua thanh thiếu niên thì nó đã đi qua cái thời kỳ đỉnh cao của nó rồi. Cho nên thầy có cần pass the prime, kiểu như là qua cái thời đỉnh cao. Được chưa? Vậy qua cái thời đỉnh cao thì trái nghĩa với qua cái thời đỉnh cao là gì? Là đỉnh cao đúng không? Thì ABCD các bạn thấy cái từ nào là đỉnh? Thầy tôi dạy bạn từ đỉnh rồi. Cái từ nào con nào là đỉnh các bạn? Câu A, trở nên già đi. Câu B, go separate là đường ai nấy đi, đúng không? Chỉ như vậy đi. Rồi câu C, trong một cái tình trạng gọi là peak performance, ở một cái tình trạng mà kiểu như là cái màn trình diễn, cái màn thể hiện mà nó peak là nó gì các bạn? Nó đỉnh cao, thầy thường nhạc peak rồi, đỉnh cao. Và câu D là gì? End of fire là kiểu như đánh lộn. Chắc chắn chọn này có gì rồi các bạn? Câu C, được chưa? Thì trái nghĩa với Dior gọi là qua cái thời vòng kim đó chính là mình trong cái thời kỳ đó chính là đỉnh cao. Ok. Rồi hồi nãy thầy quên nói với bạn đó chính là chữ means. Nhắc lại, mean là mặt hà, và thầy từng nhẹ các bạn trong điều kiện mặt hà là gì? In mean condition là gì? Thường lộ là chết rồi. Mặt hà thì các bạn thấy mặt không phải thoải mái còn được rồi, trong điều kiện nữa mà người nguyên vẹn còn như mới được chứ đó. Vậy rồi nhé, có thể ra trong bài thi hôm nay. In mean condition. Rồi trái nghĩa có 19 vanish. Vanish cũng có học rồi, hình như đề thi vừa rồi của trường hao ra phải một dấu ra từ vanish nè. Vanish là gì các bạn? Dễ mà,
Câu 19. Nếu mà chúng ta không take drastic measure, nếu mà chúng ta không gì các bạn? Take measure mới đúng. Trời ơi, sao những cái cụm này vậy đi về lại ngoài mà cứ để nhắc lại là sao ta không hiểu nổi luôn á. Nếu mà chúng ta không gì đây? Take drastic measure là gì? Measure danh từ là gì mấy đứa? Biện pháp. Nếu mà chúng ta không gì đấy, thực hiện những biện pháp mà drastic, nếu mà chúng ta không thực hiện những biện pháp mà đó quyết liệt để gọi là bảo vệ cái coral reef, rạn san hô chúng ta, thì chúng sẽ biến mất, không sớm thì muộn, thì biến mất thì ta nghĩ biến mất là gì? Xuất hiện. Được chứ? À, vậy các bạn có thể coi cô A với cô B có chọn không? Không, câu C swing là gì? Co lại, đúng rồi, nó học rồi mà. Co lại là gì các bạn? Là thu nhỏ, hẹp lại. Có được chọn không? Vậy còn lại câu gì thôi? Câu D, last, động từ mang nghĩa là gì các bạn? Last, tính từ là cuối cùng, nhưng động từ nó mang nghĩa là gì? Bây giờ thầy có the meeting last 45 minutes. Là cái cuộc họp nó last 45 minutes, nó nói gì đấy? Kéo dài, động từ nó là kéo dài thì trái nghĩa với vanish chính là kéo dài. Đó, đề thi nó có thể ra như vậy. Nếu mà nó dễ thì nó sẽ đồng nghĩa trái nghĩa với từ appear. Rồi chứ mà appear nó sẽ đồng nghĩa từ gì? Y gì các bạn? Emerge. Emerge là dần dần xuất hiện, dần dần nhô lên, thầy từng nói bạn chưa? Đó, ví dụ như là thủy triều mà xuống thì các bạn sẽ thấy những cái hòn đảo hoặc là những cái mỏm đá nó sẽ như bạn dần dần emerge, dần dần trồi lên, nổi lên. Cái này trong năm đã học rồi, trong cái phần mình The Mass Media. Được chưa? Emerge. Rồi, đồng nghĩa. She's such an imaginative designer. Vậy là các bạn, cô ấy quả là một nhà thiết kế giàu tưởng tượng. Cho nên là hầu hết những cái phải công viên nữa, các bạn muốn mà thêm mấy thì là công trình hoặc tác phẩm. Cho nên hầu hết những cái tác phẩm của cô ấy đều được appreciated, đều được như bạn đánh giá cao bởi critic, bởi những cái nhà về mình. Được chưa? Rồi thì các bạn nhớ appreciate nó sẽ có một số nghĩa, nhắc lại thì các bạn đánh giá cao, nghĩa thứ hai là gì? Trân trọng hoặc là trân quý nè, hoặc là I appreciate là gì? Tôi rất là cảm kích. Nó rất rất là nhiều cái từ này. Được chưa? Vậy cho con này chắc chắn là một cái người giàu trí tưởng tượng là như nào các bạn? Thì họ như nào thôi, giàu trí tưởng tượng là sáng tạo thôi. Được chưa? Đó chính là creative. Rồi thầy có một số cái. Đầu tiên thầy có imaginable là những bạn có thể gì đấy, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà thầy có một cái chính là imaginary. Thầy từng nói bạn đó chính là chỉ là một người bạn mà do mình tưởng tượng đó chứ. Đó, thầy kể lại, thầy nói là đó chính là gì? Hồi trước thầy cho bằng ví dụ về imaginary là gì các bạn? Do mình tưởng tượng mà ra. Đó, ví dụ như là hồi nhỏ ít nhiều gì chúng ta sẽ luôn có một người bạn do mình tưởng tượng ra. Hồi xưa thầy có nhiều lắm. Mỗi cái giai đoạn, mỗi ngày trôi qua thì thầy đều có một cái người bạn hoặc là một cái nhân vật hoặc hình nào đó mà do thầy tưởng tượng ra. Được chưa? Thì đó chính là cái tính từ imaginary. Nhớ là nhớ bạn, do tưởng tượng ra mà thôi. Ok, còn imaginable là có thể tưởng tượng ra. Còn imaginative nó y chang creative là gì thôi các bạn. Sáng tạo. Còn câu D, irritable, ôm lại nha. Cái này thầy ôm lại bởi vì thầy có dạy các bạn một cái lần cái động từ irritate này các bạn. Hiện tại tự nhiên cái buồn của thầy nó bị gì á, nó có bị cái dầm gì đó mà nó rất là nó irritate cái chân của thầy. Được chưa? Nó đâm vào người thầy cho nó rất là irritate thầy, nó làm thầy khó chịu. Đúng không bạn? Thầy này có động từ irritate. Được chưa? Và irritable là gì các bạn? Khó chịu. Đúng không? Từ này đã học rồi nè. Rồi, câu 21. Anh ấy rất là lavish with his possibility. Từ này khó. Rồi, thầy có hospitality là gì các bạn? Cái lòng hiếu khách, đúng rồi. Hoặc là cái ngành dịch vụ. Ngành dịch vụ chắc chắn là phải có sự tôn trọng hiếu khách. Cái từ hospitality là một từ cơ bản. Thầy nhắc lại là gì các bạn? Ngành dịch vụ hoặc là cái lòng hiếu khách. Thì anh ấy rất là gì đó, cái lòng hiếu khách của anh ấy. Anh rất là lãng phí, rộng lượng. Với cái lòng hiếu khách là kiểu như cái lòng anh ấy như đâu các bạn? Rất là hào phóng, đó, đúng không? Thì chắc chắn chọn thầy có giữ bạn có câu C, thầy generous. Anh ấy rất là hào phóng với cái lòng hiếu khách là kiểu như là anh ấy giàu lòng hiếu khách, dịch như vậy đi. Đúng không bạn? Đó, cái dịch như vậy, anh ấy giàu lòng hiếu khách, lavish. Vậy suy luận là lavish là dữ bạn? Dồi dào. Rồi chứ, hoặc là xâm xuê đầy ắp. Rồi chứ nó đồng nghĩa với abundant đó.
hoặc là nó có thể đồng nghĩa với generous là gì các bạn, là kiểu như là mình hào phóng, ok. Rồi còn selfish là gì các bạn, nói rất nhiều rồi, ích kỷ. Economical lại là gì các bạn, tiết kiệm, đúng không? Còn economic là gì, thuộc về kinh tế. Còn economical là thuộc về tiết kiệm, được chưa? Cái này là nghĩa là cái cặp từ này nó quá thuộc phổ biến rồi, cho nên chắc đề thi nó không ra. Rồi 32 phát âm nè. Lẹ mấy đứa cho con mua bài nữa, thầy tự nhiên thầy nhớ cảm xúc bài đọc ghê á. Ồ, em nghĩ 6 giờ ư. Buổi chiều nó nhiều, buổi chiều nó còn thoải mái hơn chứ, đúng không mấy đứa? Bật đi. Bật cho thầy em. Rồi, phát âm câu A đọc dữ các bạn. Câu A lẹ lẹ. Tent là gì thôi các bạn? Cái liều, đúng không? Bằng tent là âm E thôi. Câu B. Were làm gì? Câu C. Then, E. Và câu D. West thì chốt thầy câu B. Được chưa? A, B, A, C, D được làm E. West là phía dữ các bạn? Phía Tây. Được chưa? Rồi, tiếp theo giùm thầy. Câu 23 tìm giữ S nào khác với S còn lại. Rồi, bữa hướng dẫn rất nhiều cái vụ S đi S chưa? Cái này S thôi. Thì nó chỉ có hai cái, một là sờ hoặc là giờ. Sờ trong con chú gì các bạn? Thời con cứu con tay thì các bạn chọn thầy nhanh ngọt câu gì đây? Câu A. Bởi vì B, C, D, âm cuối cùng của câu B là âm, âm cuối cùng của C là âm, âm cuối cùng của âm câu D là âm. Cho nên chốt lại câu A. Questions. Câu B đọc thì các bạn. Bouquet, bouquet là cái gì? Là bó hoa. Câu này chắc là thằng Thắng nhớ lâu. Thời xưa vậy mà có hiếu á. Bù khe bù khu rồi đó mấy đứa. Lâu lắm. Khó nói luôn. Tự nhắc là nhớ hiếu kìa ta. Lớp này được có thằng Thắng với là con hiếu ra nó hưởng ứng thầy à. Em nữa, em thì tụm tỉ cười. Nói gì cũng biết hết trơn á. Rồi, tiếp tục. Bù khe nhóm lần thứ hai nha các bạn. Rồi câu 24 trọng âm, câu A đọc gì các bạn? Mature. Bạn đọc cái gì? Mature. Giờ còn đọc mature nữa. Mature. Nhóm bài thứ hai mature là gì rồi? Rồi câu B đọc cái gì? Total. Đọc sao các bạn? Total. Rồi giao biết thứ nhất cái này. Câu C. Sâu vã lâu. Đọc là gì mấy đó? Có đó nha. Có, thật sự nó giống như học sinh thầy. Sao mấy đứa chưa, sao tụi mày không chưa có follow thầy gì? Trời ơi, follow nó phải là gì bạn? Follow chắc chết. Con này phải là gì bạn? Swallow. Nhấn vào phía mấy các bạn? Âm thích trời ơi đã swallow. Nhớ trọng âm là tưởng tượng nó có dấu huyền ở trọng nhớ anh. Xin lỗi, trọng âm có dấu sắc ở trọng, còn không phải trọng âm đi xuống dấu huyền này. Swallow là gì bạn? Nuốt. Rồi thứ nhất thì có thể chốt là câu gì luôn? Câu gì các bạn? Câu A. Bởi vì câu B đọc gì? Câu D chắc chắn phải là gì các bạn? A product. Product trong product. Đó là một số sai lầm nữa. Product giùm thầy nhớ các bạn. Product. Nhưng mà để thầy chắc lại, có bao giờ đọc là product này hay không? Bởi vì nó có thể là hai cách phát âm. Động từ chắc chắn phải đọc produce rồi. Nó chỉ có thể là product thôi các bạn. Product mà thôi nha, không có product đâu nha. Product âm thứ nhất, còn khi nào âm thứ hai? Động từ produce. Được chưa? Đó, nhớ cái thầy chữ produce đó các bạn. Produce. Thì chữ D này nó là âm gì các bạn? Âm chờ. Product là âm chờ. Nhưng mà cái này là produce, âm chờ. Nhớ thầy vấn đề này để thi có thể ra cái phần phát âm nha các bạn. Kịp không? Produce nó giống như là schedule. Nói chữ các bạn, schedule hai chữ đờ này đều làm chữ các bạn âm ch. Ok không ạ? Nhớ nha, thầy nghĩ là năm nay nó đang phát âm cái chữ đờ nè ha. Chứ thầy nghĩ năm nay chắc không đang phát âm SED đâu. SED thì như nào các bạn, là nó đã có công thức sẵn rồi, năm nay nó sẽ ra những quỹ này nè. Và cho nên là cái điểm số của bạn càng ngày càng hạn chế luôn á, thật sự. Rồi câu A, 25A đọc gì các bạn? Museum nha, phải museum để bằng museum âm thứ hai. Câu B, sở tải điểm âm thứ thứ. Nhớ, câu C, a period, nó bé rồi nha, period.
Period là một cái gì đó bạn? Rồi câu D đặt là gì đó bạn? Em đụng sao mà public hả? Công cộng hả? Giai đoạn chứ đó. Em đụng chữ public rồi, đúng không? Period mà. Thật ra cái từ public á nó giống với từ period, đúng một chữ bờ em. Sao chơi là từ công cộng cũng vậy. Ôi. Rồi còn D đọc gì các bạn? Ambulance. Ambulance. Nhất ambulance là gì các bạn? Xe cứu thương. Rồi, chốt thầy câu gì các bạn? Câu A. Câu A sao? She really wants to take up tennis. Cô ấy thật sự muốn và bắt đầu chơi tennis, nhưng mà cô ấy ở trong độ tuổi, cô ấy đang kiểu như là 70 tuổi và hiện tại không còn unfit, không còn cân đối, đúng không bạn? Dẻo dai. Thì rõ ràng câu này là có thể sử dụng gì các bạn? Ý nghĩa của hai câu là gì? Tương phản, đúng không? Đó. Rồi và nếu mà có điều kiện phải có điều kiện loại mấy? Loại 2 mà tôi gửi câu D là hiện tại đơn. Được chứ các bạn? Thì loại bỏ câu nào? Có điều kiện loại 3. Câu B bỏ này, câu gì luôn? Câu C, còn lại câu A và câu D. Các bạn đọc câu A hay có đảo ngữ của câu điều kiện loại 2 nha. Was she not in her 70s? Là gì các bạn? Đây câu đảo ngữ câu điều kiện loại 2, các bạn nhớ như này, đảo ngữ của câu điều kiện loại 3 là các bạn quăng đi dính đầu. Hả? Nhưng đảo ngữ của câu điều kiện loại 2 thì các bạn sẽ sử dụng đó chính là were. Được chưa? Đó. Was she not? Nếu mà cô ấy không trong độ tuổi 70 và kiểu như là không, còn kiểu như là nếu mà cô ấy không kiểu như là yếu thì cô ấy có lẽ là đã chơi tennis bây giờ rồi. Ổn không? Ồ, cô D. Các bạn thấy O and unfit as she looks. Cái này dùng để làm gì các bạn? Tương phản, mặc dù đó đúng không các bạn? Đạo ngữ mặc dù, vậy thầy coi. Mặc dù cô ấy già và không khỏe khoắn, nhưng mà cô ấy vẫn chơi tennis, chắc chắn là bị sai. Cho nên các bạn đừng có nghĩ câu này đang tương phản, là các bạn phải chọn cái câu nào mà tương phản nha các bạn. Hiểu được không? Đó, cho nên câu này phải sai, đó chính là câu câu D, chọn thầy đó chính là câu A. Nhớ đạo ngữ câu điều kiện là 2 là các bạn quăng word lên đầu câu thầy là xong. 27. I feel bad now because I kept her in the dark. Tôi cảm thấy bây giờ rất là dữ bạn. Tôi tệ bởi vì tôi đã dữ bạn. Giữ cô ấy trong bóng tối là như nào? Chịu giam cầm thì gốm đi em. Tôi đã gì các bạn? Không cho ấy biết sự thật. Được chưa? Đó. Keep someone in the dark. Cho ai đó ở trong bóng tối. Được chưa? Không cho ấy biết sự thật. Bây giờ tôi cảm thấy tồi tệ là hiện tại mình như thế nào? Mình cảm thấy tệ là hiện tại mình như thế nào? Mình hối hận. Vậy mình nói nếu mà hối hận thì mình nói hối hận vì gì? Tôi hối hận vì đã kiểu như là tôi hối hận về cái việc gì? Giấu cô ấy trong bóng tối. Được chưa? Vậy các bạn thử cái này của em. I regret having kept her in the dark. Ổn không? Tôi đã hối hận về cái việc giấu cô ấy trong bóng tối. Được không? Được, bạn nhớ này. Nếu mà regret sau nó là một là động từ thiên, hai là các bạn dùng phân tường thành. Bởi vì bữa nay nói với bạn rồi, phân tường thành một là có thể đứng như các bạn? Đứng đầu câu. Hai là nó sẽ làm tân ngữ đứng sau động từ hoặc là đứng sau giới từ, nói chưa? Đó rồi, đó chính là phân tường thành. Phân tường thành công thức của nó là gì các bạn? Having cộng động từ của ba. Nó có thể đứng sau động từ được. Cho nên con này ổn không? Ổn. Được chưa? Rồi con B là gì? Nếu mà tôi không giấu cô ấy thì bây giờ tôi sẽ không hối hận. Ổn không? Ổn, nhưng mà về ngữ pháp nó là đúng chưa? Các bạn coi câu này nếu mà dùng câu điều kiện nó sẽ dùng câu điều kiện loại mấy? Loại mấy đúng không? Hỗn hợp chứ. Vế đầu tiên là I feel bad now mà hiện tại, mà vế sau là gì? I kept her, phải là câu điều kiện hỗn hợp. Vậy câu B là hỗn hợp chứ. Câu B đúng sẽ là gì? Nếu mà tôi không giấu cô ấy, phải là gì các bạn? Phải dùng câu điều kiện loại 3 chứ, đúng không các bạn? Rồi sau vế sau mới là câu điều kiện loại 2. If I gì? Hát định kép chứ, đúng không các bạn? Bởi vì câu đề đã quá khứ đơn rồi, mà chẳng câu điều kiện lại quá khứ đơn nữa hả? Nó phải là quá khứ hoàn thành chứ, lùi xuống chứ các bạn, đúng không? Câu C là gì? Gọi là miễn là provided that. Miễn là tôi giấu cô ấy, chắc chắn là mình đã giấu rồi, là miễn là nếu là cũng được. Được chưa các bạn? Rồi cũng được. Câu D là gì? If only, giá như mà tôi không giấu cô ấy. Nhưng mà câu này cũng giống kiểu nếu có điều kiện mà cũng có điều loại 3. Được không bạn? Cho nên câu này nếu đúng là gì bạn? If only I hadn't kept. Mấy đứa kiểu vậy? Để cho câu đề nó đang quá khứ đơn rồi, cho nên là muốn dùng câu điều kiện phải cùng dùng câu điều kiện loại 3. Vậy nên câu này chỉ có câu nào khó thôi. Câu A. Nhớ mà nha, nó còn có công thức đó chính là regret having cộng với từ 3.
hình như là lâu lắm rồi để tìm chữ này. Ok. Rồi. Tiếp tục. Có 28. Bắt đầu vào những năm thập niên 80 thì availability là cái sự có sẵn, mà widespread, widespread là cái sự, widespread là gì các bạn? Diện rộng, cái sự có sẵn diện rộng của gọi là cái video đầu tiên, và sau đó là cái camera kỹ thuật số đầu tiên, nó đã các bạn thay đổi cái gì đây? Nó đã khiến transform là biến đổi thay đổi, nó đã khiến gì làm gì các bạn? Biến đổi cái việc sản xuất phim. Thì các bạn nghĩ câu này sai chỗ nào? Câu này không phải là câu về từ vựng đâu. Về thi thôi các bạn. Thì chắc chắn sai chỗ nào rồi? Bắt đầu từ những năm bắt đầu từ những năm thập niên 80 thì gọi là những cái video đầu tiên, rồi sau đó là cái camera kỹ thuật số đầu tiên, thì chắc chắn là nó phải là thời gì rồi các bạn? Quá khứ đơn. Mà sao bây giờ hiện tại không thành nói, đúng không? Cho nên câu này bỏ cái này cái từ gì? Hả? Thì thành quá khứ là sao? Và nhớ là chữ widespread là chữ bạn diện rộng phổ biến, thì đề thi đưa ra chữ widespread thì đồng nghĩa gì thôi? Popular là sao? Câu 29. Mà câu này mới là câu về từ vựng này. Các bạn nghĩ sẽ chọn sai câu gì đây? Nhớ, nếu khó quá nhắm vô cái gì? Là tính từ. Thì các bạn nghĩ câu gì? Câu B bí quá nhắm vô tính từ nha các bạn. Nhưng mà đề thi chắc chắn nó sẽ ra gạch cho các bạn 2 đến 3 tính từ, thường nó sẽ 2 tính từ. Đúng không các bạn? Đó. Thì kiểu như là đó. Chỉ còn nhân phẩm thôi. Rồi, chuyện này có các bạn là gì đây? Có lẽ là due to, có lẽ là nó là do cái căn bệnh diabetes, là tiểu đường của cô ấy, hoặc là một cái loss, là cái việc mất tập trung mà đã khiến cho cô ấy kiểu như là bị té ra khỏi trường. Được chưa các bạn? Đó, ok các bạn ha. Rồi, thì câu này mình sai chính là câu B, momentous. Được chưa? Thì cái này nó phải đổi thành chính là momentary này. Momentary. Rồi, momentary nó là tính từ xuất phát từ danh từ moment. Moment danh từ mang nghĩa là gì bạn? Khoảnh khắc hoặc là chốc lát. Khoảnh khắc. Vậy nên tính từ của nó mang nghĩa bạn? Chốc lát. Chốc lát là như nào? Thoáng chốc là rất là nhanh. Được chưa? Thì trong trường hợp này là gì bạn? Loss of concentration là cái việc gì đấy? Mất tập trung mà nó phải gì bạn? Thoáng chốc. Được chưa? Đó, ok. Cho nên câu này phải đổi lại thầy momentary. Vậy momentous là gì? Nó sẽ mang nghĩa đó chính là quan trọng. Ok, momentous. Ê, dễ ra lắm nha các bạn. Rồi, momentous, quan trọng hoặc là trọng yếu. Thường cái từ này nó sẽ dùng để mô tả một cái sự kiện hoặc là một cái ngày nào đó. Được chưa? Đó, một cái sự kiện hoặc một ngày nào đó người ta sẽ dùng momentous. Bởi vì đó một khoảnh khắc mà đáng nhớ. Ok ha, nhớ này, cái từ này nhớ bạn. Momentary và momentous. Nhiều khả năng năm này ra cái này. Rồi, câu 30 chắc chắn là câu về gì đúng không? Nhiều khả năng là câu về gì? Tông ngữ, tính từ sở hữu. Thì bạn nghĩ nhắm vô nào thôi? Chỉ ít thôi, thay đổi thành gì? Đấy, nhưng mà gì chuyện này nhá. It used to be assumed. Người ta đã từng assume, người ta đã từng gì bạn? Cho rằng jellyfish là gì bạn? Sứa. Thì nó là among thì gì là gì? Trong số những cái gọi là sinh vật sống mà đơn giản nhất, thực thể sống đơn giản nhất, bởi vì nó không có bộ não hoặc là một cái hệ thần kinh trung ương. Được chưa? Central là trung tâm, thì về trung ương đi. Đó. Rồi thì con này chắc chắn là chỉ ít phải đổi thành gì các bạn? Đây. Bởi vì các bạn nhớ fish, bản chất của nó là số ít số nhiều nó vẫn là fish. Đó lý do tại sao mà jellyfish người ta chia thành chữ world đó. Được chưa? Rồi ba con nữa để chuyển sang ba đâu. Lấy đề nữ màu là không thoát được đâu con trai, to be continue. Sáng mai gì nữa, no. Sáng mai là đề mới. Wow. Mà trước khi mà nó coi video. Câu 31, ví dụ con thôi khỏi nữa, mệt quá rồi. Này hết nói nổi mấy đứa này. Rồi, it's essential that. Rồi, 31 là gì bạn? Để em hay nè. Nó quan trọng rằng là tất cả học sinh là phải tham gia cái cuộc
thì chắc là essential là dấu hiệu của gì rồi các bạn. Suốt hả, nên hả, còn thiết mà, còn thiết sao mà suốt được. Nó phải là may là có hay may lỗi, lộn là không may hai điểm của thầy nó bay mất mục tiêu rồi. Mấy đứa đứa tùm lum tùm la hết trơn ạ. Nó phải là gì mấy đứa? Must, nhớ thầy một số dấu hiệu của từ must nè, đó chính là gì? Essential nè, important nè, rồi necessary nè. Necessary là những bạn còn thiết nè. Được chưa? Thì đây giống một số dấu hiệu của từ must. Necessary, important, essential, quan trọng, còn thiết, thiết yếu là dấu hiệu của từ must. Chưa có năm nào ra nhé các bạn, năm này ra. Thì đúng rồi. Important, essential, quan trọng, thiết yếu nè. Hoặc là compulsory. Compulsory là gì rồi? Bắt buộc đó. Thì mấy hiệu ai không theo cách từ bắt buộc đó chính là từ mandatory. Đúng không? Học thầy từ này đúng. Mandatory nó cũng là bắt buộc nè. Cái từ này từ khó như vậy. Mandatory. Bắt buộc luôn như thầy. Nếu được thì khó nó sẽ ra từ mandatory nè. Nếu dễ nó sẽ ra compulsory. Được chưa? Là dấu hiệu của must. Câu 32. Josh đã bắt đầu bận âu phục khi mà anh ấy học xong đại học. Vậy như vậy thì bắt đầu thì cái này có liên quan tới lần cuối cùng không? Không, thì cái này là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành các bạn ha. Thì nó là gì các bạn? Josh đã bận đồ âu phục kể từ khi anh ấy học xong đại học. Thì chọn ta có gì các bạn? Kể từ when phải đổi thành since. Thì chọn ta có gì đây? Câu C giúp thầy. Nhớ khi nào mình mới hiểu hiện tại hoàn thành thì có thể phủ định. Khi mà trong câu nó là có lần cuối cùng. Được chưa? Là last last đâu đó. Rồi 3. Giáo viên nói với tôi, em có thể cho cô một cái ví dụ ngay bây giờ được không? Thì rõ ràng đổ lại giùm thầy câu tương thuộc thầy coi. The teacher asked me. Cái này câu hỏi. Nếu là câu hỏi chắc chắn phải xác định thầy đó chính là câu hỏi. Yes no đâu đây chắc chắn là câu hỏi. Yes no mà câu hỏi yes no chắc chắn phải có gì đúng không? If hoặc whether. Thì một là câu A, C, D. Rồi phải chắc phải lùi giùm thầy. Can phải đổi thành gì các bạn? Các bạn nhớ này, làm sao các bạn biết đó chính là dấu hiệu của một cái câu yes no? Nó sẽ có do, do, did, những cái trợ động từ đứng đầu câu. Nhớ này, dấu hiệu của một cái câu hỏi yes no là có trợ động từ đứng đầu câu. Nhưng mà một khi mà mình chuyển sang một câu gián tiếp thì mình còn dùng trợ động từ do, do, did nữa không? Nhưng mà can thì nó chắc chắn nó không được đổi, không được bỏ. Nhưng mà chỉ can phải lùi thành gì không? Khút cho thầy là xong, thì chọn thầy có gì? Câu A là xong. Chữ now phải đổi thành cái gì các bạn? Then. You thành I và me thành her. Ok ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ gửi cho các bạn một cái đề. Trong quá trình mà thầy đi lấy đề thì các bạn sẽ tập làm như thầy. TV hả? Coi chung đi. Làm thêm một vài đục lỗ đi. Đục lỗ cũng rất là nhẹ nha. Mình lấy đề ở đây, trời ơi mệt quá. Làm thử này nhanh nha. Tập làm thử, tập làm có thử mình khả năng làm một vài đục lỗ đó thôi đâu. Trời ơi, giờ đục lỗ ít nhất là bạn phải đúng người thầy 3 câu. Tốt hơn là 4 câu. Tốt nữa thì chắc chắn 5 câu rồi. Nhưng mà hai câu từ vựng nó không khó, cái đứa hai câu từ vựng nó không khó. Ba câu trắc nghiệm về ngữ pháp dễ thì phải làm được cái thầy. Còn hai câu kia thì nên đúng phải thành một câu, ít nhất là một câu. Được chưa? Từ vựng không có khó. Làm nha. Thank you.
Vậy luôn hả? Trời học mấy đứa học còn bằng nhím thèo xưa luôn á. Còn không? Thầy sẽ đưa cho mấy đứa coi thèo xưa lớp 12 tới giờ thầy cũng giữ. Một cái quyển sách kem, một quyển vở kem bớt dày. Toàn là tự vận thôi. Còn phi nữa, kiến thức nữa. Có chưa? Giờ này còn giữ luôn đó mấy đứa. Ở trong tủ bây giờ lấy ra được lắm. Kỹ vật á. Thầy là một người rất là thích giữ lại những đồ cũ. Mà nhà thầy là thích là dục hết à? Hồi xưa giấy khi giấy ơ cái kiểu cũng đủ thứ hết trơn quá tiêu mà. Đứa nào bạn này? Em hả? Thiếu hả? Ai biết được vậy? Rồi nó hỏi, quên em như sợ chứ trời. Con giấy hả? Con này đáng để thiệt. Có ai có chưa? Hai đứa hả? À, tại thấy... Thôi, thấy thôi sợ nha. Ê, nhìn chi rõ nào. Mấy này mấy đứa học mấy cái môn học thêm mấy môn kia nó đắt lắm không? Căng lắm không? Thấy môn nào đắt được. Trời, còn có mấy chục ngày nữa nè. Hai mấy ngày nữa. Rồi, vô sửa nha. Các bạn điền đáp án vô đi. Đợi thầy sửa. Có hai bài, ba bài, hai bài dễ, một bài, cuối thì nó sẽ khó chút xíu. Rồi, làm cho thầy bài đục lỗ đầu tiên. Rồi, bài này có một cái thông tin khá thú vị về The Four Tastes and Their New Fifth Friend. Bốn cái vị và một người bạn thứ năm mới của chúng. Thường các bạn nghĩ là vị nó có vị giữa bạn ngọt, chua, đắng, mặn, đúng không? Ở cây nữa hả? Nhưng bây giờ có thêm một vị nữa các bạn. Ở trên chính là vị gì đây? Rồi, vô. Đó thì đó, ok, vô. How many different tastes are there? Có bao nhiêu vị khác nhau? Hầu hết mọi người thì sẽ nói rằng là có bốn. Ngọt, sour, các bạn thêm chữ S vào trong này, không phải của chúng ta đâu nha. Sour, sour là gì các bạn? Chua, salty là mặn, và bitter chính là đắng. Được chưa? Rồi, hầu hết mọi người đều thích đồ ăn ngọt. Ví dụ như là bánh và biscuits. Bánh quy đó các bạn. Được chưa? Đó. Rồi, biscuits. Nhưng mà ở bên Anh người ta sẽ không dùng chữ biscuits, người ta sẽ dùng từ gì? Bên Mỹ người ta sẽ dùng từ gì các bạn? Cookie. Được chưa các bạn? Bánh cookie.
Ok ha. Rồi, như các bạn sẽ học thầy đó chính là một cụm thành ngữ, chính là smart cookie. Một cái smart cookie là gì các bạn? Một cái bánh thông minh là như nào? Nó sẽ gọi là tượng trưng cho một người, đó chính là người thông minh. Được chưa? Người thông minh là người biết đưa ra một quyết định đúng đắn. Được chưa? Đang cụm thành ngữ mở rộng thêm, đó chính là smart cookie. Đó chính là một người thông minh biết đưa ra quyết định đúng đắn. Cookie là cookie. Cookies. Rồi, thường người ta thích ăn bánh và bánh gì quên rồi. Bánh cookie nhanh gọn đi và đồ ăn mặn. Ví dụ như là cheese, phô mai và phô mai nó cũng rất là và đồ ăn mặn ví dụ phô mai thì cũng rất là phổ biến. Less popular. Ít phổ biến hơn đó chính là những cái đồ ăn bằng food á, những cái đồ ăn mà mặn ví dụ chua ví dụ như là chanh. Được chưa? Rồi, và nhiều người thì lại không thích đồ ăn đắng, ví dụ như cà phê hoặc là ổ qua. Được chưa? Đó. Ổ qua là bitter melon nữa các bạn. Ok. Rồi, many people, nhiều người không biết rằng cái tongue, các bạn nhớ tongue này, chữ G này là âm G nha. Tongue, không phải tongue đâu nha các bạn, đây là G. G-U-E nó phải là chữ G. Bây giờ là chữ colleague, đồng nghiệp đó. Được chưa? Nhớ, rồi thì có thể ra phòng phát âm. College. Đây là ch. Nhưng mà thầy có từ này calling. Biết rồi. Colleague. Ok rồi, calling này. Thật bú lắm mấy đứa, ngủ được 2 tiếng. Rồi calling thì các bạn thấy cái này là GE thì thường nó sẽ đọc là ch. Còn GE thì nó lại là âm G. Colleague. Để chơi tương tự như là tongue, âm G. Có thể ra trong phòng phát âm nha. Thầy nói như biết trước đó. Rồi, thì kiểu như là nếu mà chúng ta vậy đó các bạn. Thầy nói là mỗi người, nhiều người thì không biết rằng cái lưỡi chúng ta thì nó sẽ có nhiều khu vực khác nhau. Which, cái mà nó có thể cái gì đó mỗi vị. Quá dễ. Mỗi khu vực nó sẽ có gì đó mỗi vị. Nó có thể giúp làm gì các bạn? Phát hiện, nhận dạng. Đúng không các bạn? Chỉ trang chọn động từ với bạn. Detect, ôi trời ơi. Đó vô đề thi lượm được bài này là ngon rồi đúng không? Nó vỗ tay chắc gì làm được chúng. Rồi câu A, digest là gì các bạn? Học nhanh từ này. Tiêu hóa. Hồi nãy mình có học một từ swallow là gì các bạn? Đó chính là nuốt. Nhưng mà digest chính là tiêu hóa như các bạn. Được chưa? Digest. Nhưng mà digest động từ thì thầy là dịch nghĩa bóng đó là gì các bạn? Mình không thể tiêu hóa được gọi là những kiến thức này. Mình kiểu như không hiểu được hoặc lĩnh hội được. Được chứ ạ? Đó, nhớ thầy nha. Rồi, đó chính là cái động từ digest. Rồi, tiếp tục này đó chính là gì đây? Câu C, inject. Inject dịch này đó chính là tiêm. Được chưa? Inject, tiêm thuốc đó. Câu C, inject, tiêm thuốc. Tiêm thuốc. Rồi còn câu D, impose. Cái từ này lớp 11 phải không? Áp đặt. Đúng rồi. Impose sẽ thay với từ on. Nếu để thi ra impose nó sẽ đồng nghĩa từ force, ép buộc. Được chưa? Impose đồng nghĩa force, ép buộc. Rồi câu này là câu chức năng detect. Những cái khu vực mà nó có thể chính là phát hiện mỗi cái vị khác nhau. Và nếu mà bạn đặt đồ ăn, nếu mà bạn đặt đồ ăn mà có vị khác nhau ở trên mỗi cái phần khác nhau của lưỡi thì bạn không thể thật sự nếm được nó. Nếm được nó là nếm được cái gì? Cái vị á, taste các bạn. Nếm được đó chính là cái vị, đúng rồi. Ok. Tiếp tục. Nếm được sao mà cái vị được? Có thể nếm được gì các bạn? Nếm được cái đồ ăn chứ. Đúng không? Cho nên chỉ ít này để thì có thể ra bài đọc mà các bạn. Ít này đang là đồ ăn á. Được chứ? Food đó các bạn. Nó đã nếm rồi, chẳng là nếm cái vị là sao? Taste. Taste nó là nếm vậy. Taste it là nếm cái vị. Không được. Nếm cái đồ ăn nữa các bạn. Ok. Thầy nói lại nha. Nếu mà mình đặt đồ ăn ở một cái vị trí khác nhau. Thầy nói lại, nếu mà đặt đồ ăn ở mà có một cái loại vị khác nhau ở một cái khu vực khác nhau của lưỡi thì bạn sẽ không nếm được đồ ăn. Được chưa? Đó. Rồi, 35 là một liên từ gì đây? Chúng ta có thể chỉ nếm được vị đồ ăn đắng
ở đâu các bạn? At the back of our tongue, ở đằng sau cái lưỡi. Vậy là kiểu như là ở ngay giữa lưỡi hoặc đầu lưỡi, mình nếm được chúng ta cái này chưa rõ nha. À, cũng không nha. Nếu mà mấy đứa ăn cái gì đó đắng á, thường gọi là mấy đứa sẽ cái vị hậu của nó, hậu vị của nó sẽ ngay đây. Được chưa? Đó chính ít khi mà nó nằm trên này. Tại là sẽ như vậy. Ở trên này thường là sẽ bị cay. Đúng không ạ? Đó thường là như vậy. Được chưa? Cho nên là mình để cảm nhận được vị đắng. Khi mà dĩ bà, khi mà nó ở phía sâu cái lưỡi thôi. Được chưa? Vì vậy nếu mà bạn dĩ bà đặt cái dĩ bà đầu lưỡi, đặt cái bàn cái chip bên trong đó, bạn là cái đầu lưỡi lên trên một tách cà phê thì bạn sẽ không cảm nhận được vị đắng. Tí nữa về nhà thử đi nha. Rồi, có phải đúng không nha các bạn? Rồi vậy cái 35 năng là liên tục gì? Thì các bạn phải đọc người ta có phía trước người ta nói lại nha. Nếu mà mình đặt đồ ăn mà vị khác nhau lên trên một khu vực khác nhau của cái lưỡi thì mình không thể cảm nhận được đồ ăn đó. Không cảm nhận được cái vị của đồ ăn đó. Rồi, bạn chỉ có thể cảm nhận được cái độ đắng khi mà mình đặt đồ ăn ở ngay cái ở phía sau cái lưỡi. Được chưa? Và nếu cho nên câu này nó người ta đang cho dù bạn có tương phản không? Không, không thể là vì vậy cho nên người ta đang cho dù bạn ví dụ cho việc là đặt mũ đồ ăn. Được chưa các bạn? Đó, ok ha, cho nên câu này phải chọn đó chính là for example. Nhớ nha các bạn. Rồi tiếp tục. We can only taste sweet là kiểu như là mình chỉ vậy, đầu lưỡi là mình chỉ có thể cảm nhận được gì thôi. Vị ngọt và vị mặn trong cái phần đó, trong phần nào? Đầu lưỡi á, the tip là đầu lưỡi đó. Được chưa? Rồi, câu 36 là một câu về lượng từ. Các bạn thấy chữ sing chưa? Điệu, chắc chắn là phải là ít hay nhiều rồi. Điệu, chữ sing đang nguyên mẫu kìa. Ít hay nhiều rồi? Ít chắc chắn là cái gì? Phải chọn giữa bạn other, another, any others. Another. Another thing là gì? Một cái điều khác mà nhiều người vẫn chưa biết, đó chính là gì các bạn? Thực ra là có vị thứ năm, có tên gọi là umami. Chắc ở bên tiếng Việt, chắc tiếng Nhật hả? Rồi, this was discovered. Cái vị này nó được phát hiện bởi những nhà khoa học từ những năm 1908, nhưng mà nó chỉ dạo hôm nay được chấp nhận là một cái vị chính thức. Được chưa? Rồi, it's a hard taste to describe. Cái vị này nó rất là khó để describe, mô tả. Nhưng mà nó chính là cái gì các bạn? Nó chính là cái salty. Nó chính là cái vị ngọt và mặn. 37, một cái liên tử, một cái mệnh đề quan hệ. Cái vị mặn mà ngọt. Cái mà bạn có thể thấy được trong những cái món gì các bạn? Mushroom là gì? Nấm. Được chứ? Nấm đã được nấu chín. Được chứ các bạn? Đó, cũng như là ở trong một cái loại cheese ở Parmesan là ở đâu là thằng biết rồi đó. Ok, cho nên câu 37 một mệnh đề quan hệ đó, còn chính là that hoặc là mệnh đề quan hệ which, hoặc là thầy có thể bỏ mệnh đề quan hệ được. Bởi vì khi nào mình có thể bỏ mệnh đề quan hệ, các bạn nhớ này, bỏ mệnh đề quan hệ nó không có liên quan gì đến rút gọn mệnh đề quan hệ. Rút gọn mệnh đề quan hệ là mình bỏ which, bỏ to be hoặc là cho động từ tiên. Còn bỏ mệnh đề quan hệ là các bạn chỉ còn bỏ đúng mệnh đề quan hệ thôi. Được chưa? Vậy khi nào mình sẽ bỏ được mệnh đề quan hệ? Khi mà sau mệnh đề quan hệ là một cái chủ ngữ. Vậy các bạn thấy là sau mình hiểu nguyên tắc là có chữ you fire chưa? Là cái chữ you đang chủ ngữ chưa? Thì mình có thể gì đây? Bỏ được mệnh đề quan hệ. Nhưng mà câu này không có chỗ nào bỏ thì mình vẫn có thể chọn cho chính là mệnh đề quan hệ that. Rồi, và nhớ thầy mushroom là gì các bạn? Nấm. Mushroom danh từ là nấm. Vậy động từ đối với ngữ, động từ nó mang nghĩa là gì? Tiếng Việt mình có một cái động từ nó cũng là nấm luôn. Nhưng mà nghĩ bóng nhưng mà nó liên quan đến nấm nha. Đầy rẫy là như thế nào? Mọc lên như nấm. Là nói đó, tiếng Việt tiếng Anh là tương tương đó các bạn. Mushroom. Được chứ, không phải mọc nhanh đâu nha. Kiểu như là nó phát triển rất là nhanh. Đầy rẫy. Đó, ví dụ là bây giờ tòa gọi là nhà cao tầng hoặc là resort ở Cam Ranh thì nó mushroom, mọc lên như nấm đó, là động từ verb mushroom thôi. Dễ nhớ mà đúng không? Rồi, the good thing is that, một cái tin thú vị đó chính là it tastes nice. Nó có vị ok đó. Nhưng mà bạn chỉ có thể còn một ít nó để khiến cho đồ ăn nó tuyệt vời hơn. Được chưa? Thầy nói lại nha. Đó là một cái vị gì các bạn? Ngon. Được chưa? Tốt. Nhưng mà mình chỉ có thể còn một vị, a bit of it. Mình chỉ còn như bạn một ít một chút thôi. Vậy chữ nó này đang là cái gì? Cái vị gì chứ? Cái vị umami á.
Được chưa? Để thêm ra cái bài này có thể bắt làm các bạn tìm một bài đọc đó, bắt các bạn tìm ít này là về umami đó. Rồi cho nên để cho đồ ăn ngon các bạn chỉ còn một ít thôi. Rồi, so it's healthier than sweet and salty food. Cho nên cái vị nó như nào các bạn, cái vị umami này như nào các bạn? Nó lành mạnh hơn, tốt cho sức khỏe hơn so với đồ ăn ngọt và cũng như đồ ăn mặn. Bởi vì nó có sự giữ bằng công bằng. Không ăn không quá là ngọt mà cũng không quá là mặn. Được chưa? Đó. Rồi, scientists, những nhà khoa học hy vọng là sử dụng nó để làm cho những cái đồ ăn nó gì bằng tastier, làm cho đồ ăn mà nó ngon hơn cho những cái người mà có gì đó nghèo. Ví dụ như là những cái bệnh nhân ở bệnh viện thì các bạn giữ đó là cho những cái người gì mà nghèo. Nhưng mà các bạn mỗi lần thấy chị bua là các bạn có gì mà nghèo không? Không. Chị bua còn có nghĩa là gì? Xấu hoặc tệ. Được chưa? Vậy con làm chọn gì đây? Phu gì đây? Những người mà có gì tệ đây? Không tốt, tệ là không tốt đó. Rồi mình sẽ chọn đó chính là câu C, appetite. Ok, appetite là gì? Các bạn có bao giờ nghe appetizer chứ? Appetizer đó chính là món khai vị. Được chứ? Đó, chưa bị nghe hả? Ok. Thì gọi là chữ appetite thì có thể dịch đó chính là cá cụ thì nhớ thầy dạy một lần rồi mà. Cái sự thèm ăn. À đúng rồi, trong cái bài gì? Trong cái bài của con phay thôi quá, cái con mà sốt xuất huyết đó cũng có từ appetite á. Kiểu như là nó bị sốt huyết xong nó bị như nào không hả? Nó không muốn ăn. Ôi cha ma ơi, là cũng có vậy rồi. Đó, cho đề thi ra là dính cái từ này là mình trúng á. Đúng không? Cho nên đề thi là trước giờ mấy đứa ở trên trường thầy nói trúng là chắc chắn đã học rồi. Mà nhiều khi mấy đứa không nhớ đó. Đó thì đề thi đại học cũng tương tự, chắc chắn đề thi nó chỉ ra những cái mà thầy nói thôi. Đó, toán lý hóa thì làm sao mà mấy đứa biết được đề thi nó ra cái gì, tiếng Anh chắc chắn là nó ra trúng những cái mà thầy nói. Rồi, thì nhớ thầy appetite là gì các bạn? Đó chính là cái sự ngon miệng hoặc cái sự thèm ăn. Được chưa? Appetite, cái sự ngon miệng hoặc sự thèm ăn hoặc cái khao khát. Được chưa? Khao khát mong muốn rồi đó. Cái sự thèm ăn. Và thầy nói lại đó chính là gì đây? Và những nhà khoa học hy vọng là người ta sẽ sử dụng cái vị này để giúp cho đồ ăn ngon hơn cho những cái người mà gì các bạn? Biến ăn. Và những người kiểu như là ăn không ngon. Là chơi ví dụ như là những người bệnh nhân ở bệnh viện. Bởi vì những người bệnh nhân bệnh viện là nhiệt đai như nào bạn? Biến ăn lắm. Sau này mấy đứa bệnh nên mấy đứa biết. Đó ví dụ như bà ngoại thì hồi xưa á, lúc bà ngoại thì bệnh á, là bà bắt ổng ăn hoài á. Mà lúc mà bà bị bệnh á thì bà mới nói giờ mới hiểu lý do tại sao mà là mình ăn không được. Rồi kiểu các bạn đó. Cho nên sau này mình lớn rồi mình già mình sẽ hiểu cảm giác đó. Ok ha. Rồi thì thầy có poor appetite. Rồi phần tiếp theo của em, shortcoming. Học như vậy shortcoming là gì đây? Nó giống như là cái drawback hay hoặc là cái downside đúng không bạn? Downside, drawback là những cái gì? Những cái bất lợi, những cái nhược điểm. Được chứ? Hoặc là sự, dịch hay hơn đó chính là sự thiếu sót cho thầy đi. Sự thiếu sót nó sẽ hay hơn. Sự thiếu sót hoặc là khiếm khuyết. Sự thiếu sót hoặc khiếm khuyết, khiếm khuyết. Nó sẽ đồng nghĩa với từ fault hoặc là từ mistake. Được chứ? Khiếm khuyết đi cho nó hay. Hurdle, nhớ học một lần trước ngày vật, đúng rồi, nó đồng nghĩa với câu đi obstacle, tức là trước ngày vật, rào cản. Những từ này học hết rồi. Hurdle, trước ngày vật hoặc là rào cản. Để nhắn gì đây? Rồi làm thầy bài đọc này, bài đọc này cũng dễ. Nhanh nha các bộ nè. Đôi khi, xong chưa nghe mới đó. Thôi sửa bài thôi vậy cũng được. Sometimes, đôi khi, nếu mà chúng ta muốn make a difference to the world, nếu mà chúng ta muốn tạo ra sự khác biệt cho thế giới này, bạn phải làm cái điều gì đó mà nó radical. Nó chưa gì thấy cái từ này. Không hai điểm bye bye rồi đó. Rồi bạn phải làm cái điều gì đó mà nó radical. Hannah Selwyn, nó chỉ là một cô bé 14 tuổi khi mà cô ấy nhận ra rằng cô ấy muốn thay đổi mọi thứ. Chứ radical là gì đó chúng ta nha, có 40. Còn bạn muốn mấy chứ? 42. Interesting, những cái điều gì đó mà nó thú vị. Thầy nói lại, nếu mà muốn thay đổi thế giới thì chúng ta phải nên bắt đầu làm những cái gì đó mà nó thú vị. Câu B, làm những cái gì đó mà nó một cách nghiêm trọng là nghiêm túc.
Câu C, làm điều gì đó đặc biệt. Và câu D, làm gì đó mà nó cơ bản. Tại nghĩ bài này, cái câu từ này cứ đọc hết rồi các bạn sẽ dự đoán nha, nên như vậy. Rồi, it all started. Vậy con nhỏ Hannah là giữ bà. Con bé này rất là nhỏ nhưng mà nó đã giữ bà. Nó muốn là tạo ra sự khác biệt cho thế giới này. Được chưa? Rồi, mọi chuyện bắt đầu khi mà nó như vậy thầy các bạn. Mọi chuyện bắt đầu khi mà bố của cô ấy là một ai bạn reporter, nhà báo và một editor, biên tập viên. Tại cái edit là mình chỉnh sửa biên tập đó, thì editor chính là biên tập viên. Một nhà báo và một biên tập viên, tại đó chính là cái journal. Journal đó chính là một cái tuần san của các bạn, tuần san nó kiểu như là cái tờ báo thôi. Để chơi tại biên tập viên tại một cái tờ báo Wall Street. Thì lúc đó thì bố của cô ấy đang lái xe về nhà, chở cô ấy lái xe về nhà. Từ sleepover nãy thầy nhiều lúc nói các bạn đầu giờ á, đầu buổi sleepover là ngủ gì? Ngủ lan đó bạn, ngủ tại nhà của bạn đó. Thầy nói lại nha, lúc mà bố của cô ấy chở cô ấy về nhà từ nhà của bạn thì họ thì lúc kiểu như lúc mà họ gần về nhà thì họ lại các bạn dừng tại một cái gì đó trường đường Street Junction ở đâu các bạn, ngã tư đường họ này Junction, ngã tư đường. Thì lúc mà họ gần về nhà thì họ dừng tại một cái ngã tư đường. Hannah thì lúc left out of her desk side window là con Hannah nó làm gì? Nó nhìn ra ở cái cửa sổ bên cạnh xe của bố nó. Được chưa? Và nó đã gì đây? Thấy được một người đàn ông vô gia cư đang ngồi ở trên ground, ở trên đó đúng không các bạn? Mặt đất. Và đang cầm một cái cardboard là cái gì các bạn? Tấm bảng cà tông đó. Được chưa? Tấm bảng đồ thùng nữa các bạn. Thường những người vô gia cư thì có tấm bảng đó rồi đó, xin tiền này nọ, kiểu này nọ, ok các bạn chứ. Đó chính là cardboard sign. Thì kiểu như là cái nội này ngồi trên mặt đất, nhớ trên mặt đất hoặc là trên lầu, trên tầng 1, tầng 2, tầng 3 gì đó, đều đi theo dưới từ dưới bạn. On. Được chưa? Có một người đàn ông vô gia cư ngồi ở trên mặt đất, tay cầm một cái tấm bảng. Được chưa? Sau đó cô ấy lại nhìn sang bên tay phải thì lại thấy một người đàn ông ngồi ở trong một chiếc xe, ngồi trong một chiếc xe Mercedes màu đen rất là đắt đỏ. Được chưa? Đó, kể các bạn ha. Rồi các bạn học thấy cái động từ convertible. Rồi, convertible. Rồi thì convertible nó xuất phát từ động từ convert. Tí nữa trong một cái bài đọc nó sẽ có cái động từ convert nha các bạn. Convert, động từ nó sẽ mang nghĩa đó chính là chuyển đổi. Vậy đối mấy đứa, một cái xe Mercedes mắc tiền màu đen mà nó chuyển đổi là gì? Xe mà chuyển đổi được không? Được, cụ thể nó chuyển đổi gì? Cái mui tròn đó. Cho nên đây là xe gì các bạn? Xe Mercedes mui tròn. Chơi nhớ thầy convertible gì? Convertible thì có thể chuyển đổi được. Ok. Nhớ thầy đọc từ convert nha. Đó ví dụ như là thầy sẽ hay đó chính là chuyển đổi file Word mà convert sang file PDF. Nếu các bạn sử dụng máy tính đó, các bạn sẽ thấy người ta đều sử dụng cái động từ chuyển đổi. Cái file người ta sử dụng động từ convert. Được chưa? Rồi, nhưng mà cái bài này mình không quan tâm đến convert đấy các bạn ha. Rồi thầy nói lại thì con bé này nó đã thấy được hiện tượng gì các bạn? Nó đã thấy được hiện tượng gì các bạn? Trở lại cho thầy đi. Một người đàn ông vô gia cư và một người đàn ông giàu sang ngồi trên một cái xe ô tô. Đó chính là một cái sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo đúng không các bạn? Rồi, tiếp tục. Do sau khi nhìn sang bên tay trái và tay phải lại thì cô ấy lại nói, tập trung mấy đứa chứ sao đấy. Cô ấy lại nói đó chính là gì? Nếu mà người đàn ông đó có một chiếc xe mà giữ bằng ít đẹp đi một chút xíu đó, less mà các bạn, nếu mà cái người đàn ông giàu có đó có một chiếc xe mà nó ít đẹp hơn chút xíu thì người đàn ông ở đó, người đàn ông bụng đằng kia thì sẽ có một cái bữa ăn ngon hơn. Được chưa? Và bố của cô ấy đã trả lời rằng cái người đàn ông vô gia cư có lẽ cũng đã có một bữa ăn ngon nếu mà họ với các bạn they change their old car. Được chưa? Cái người đàn ông vô gia cư sẽ có một bữa ăn ngon nếu mà họ là ai? Họ là hai bố con á đuổi xe. Là kiểu như là các bạn, kiểu như là nếu mà con bé này so sánh gì, nếu người đàn ông giàu á mà kiểu như là mua chiếc xe mà nó ít đẹp hơn
thì người đàn ông kia có thể là có bữa ăn ngon chứ không phải đi ăn xin. Vậy có một người cha thì nói lại, nếu mà con nói như vậy thì nếu mà gọi là mình cũng đi xe ô tô mà mình xem cũng đẹp vậy, vậy nếu mà muốn người đàn ông của gia cư có một bữa ăn ngon thì mình cũng có thể với các bạn đổi xe mà. Đó nhất thiết là mình phải là thực hiện cái tình huống từ cái người đàn ông giàu có, được chứ? Ok các bạn ha. Rồi tiếp tục. Later that night. Sau đó vào buổi tối hôm đó, khi mà cô ấy đang ăn tối cùng với gia đình, những cái người còn lại của gia đình, thì Hannah đã mô tả chuyện gì đã xảy ra. Cái điều đó nó không công bằng một chút nào. Chúng ta nên gì các bạn? Chúng ta nên sửa cái điều này, thay đổi cái này, sửa là thay đổi đó. Chúng ta nên thay đổi điều này. Và khi cô ấy brought up the crash, the subject, subject là gì các bạn? Không phải subject, không phải mô học nữa. Subject đang là gì? Chủ đề. Vậy bring up the subject là gì? Thầy từng nói bạn bring up á. Ai cũng biết bring up là gì? Nuôi lớn đúng không? Nhưng cái này không thể là nuôi lớn một cái chủ đề. Nó phải là gì? Bring up không phải ấp ủ nữa. Bring up kiểu như là mình đề cập lại. Được chưa? Đề cập. Được chưa? Bring up này nhớ là trong lần trước là thầy có dạy bạn một lần chữ bring up rồi. Đó ví dụ như là thầy hay bring up những cái câu chuyện hồi xưa của thầy rồi kể cho các bạn. Đó là ví dụ của chữ bring up. Thầy nói là chữ bring up là gì các bạn? Mình đề cập. Được chưa? Đề cập câu hỏi hoặc đề cập một cái chủ đề. Và khi cô ấy đề cập lại cái chủ đề một vài ngày hôm sau thì mẹ cô ấy lại hỏi. Thầy nói lại nha, là kiểu như là trong cái ngày hôm đó, tối hôm đó thì có đề cập cho gia đình rồi, kể cho gia đình như vậy rồi, và con bé này nói là chúng ta nên thay đổi điều này. Nhưng mà có việc gì thay đổi không? Không. Nhưng mà một vài ngày hôm sau thì con bé này lại bring up the subject. Con bé này nó lại với bà đề cập lại vấn đề. Và mẹ cô ấy hỏi, vậy giờ mày muốn làm gì? Bán nhà hả gì? Đó nè, sao giờ con muốn bán nhà rồi sau đó giúp người ta hả gì? Rồi sau đó mình sẽ chuyển sang một cái nhỏ hơn, và kiểu như là give what's left over, kiểu như mình mua, kiểu như mình bán một ngôi nhà một khối tiền, mình lấy một phần để làm gì các bạn? Mình mua một cái nhỏ hơn và sau đó là mình cho những cái phần còn lại cho từ thiện. Vậy muốn vậy đúng không? Vậy chứ qua này là gì? Mua một cái nhỏ hơn là mua gì nhỏ hơn? Cái nhà. Ok chưa? Đã xử lý được cái từ one nè. Được chưa? Rồi thì mẹ chắc là có thể mẹ nói giỡn như vậy thôi, nhưng mà con hay lại với các bạn, nó không nghĩ lại lần thứ hai, là nó kiểu như là nó liền ngay lập tức, đó chính là gì? Rồi con sẽ đi đây, bỏ cái phòng ngủ con luôn, và chúng ta có thể bán nhà và cho hết cái số tiền, cho cái số tiền giveaway. Các bạn nhớ giveaway kiểu như là cho từ thiện các bạn, để có thể ra chuyện giveaway đó. Rồi các bạn ha. Rồi chắc chắn rồi thì con sẽ làm như vậy, con sẽ kiểu như là hy sinh cái phòng ngủ của con. Được chưa? Đó. Thì như thế nào các bạn? Thì kết quả như nào đây? Hannah's mom, kiểu như gia đình của Hannah thì như nào các bạn? Thì đã thảo luận cái ý tưởng đó cùng nhau và đồng ý bán ngôi nhà. Đâu có gì ngộ vậy trời. Và làm gì bất ngờ mà đúng không? Cứ để đó đi. Kiểu như bán nhà và các bạn give half the money to charity. Và làm gì các bạn? Lấy kiểu cho phân nửa số tiền đã bán cho từ thiện. Ok. Rồi sau đó làm gì? Họ eventually họ giữ bạn. Cuối cùng họ cũng đã tìm thấy một cái ngôi nhà mới. Nó chỉ cách một vài căn nhà, block là khối hoặc là gọi là dãy nhà, nó chỉ cách một vài dãy nhà. Được chưa? Mà như vậy các bạn, that was almost exactly half the size. Mà kiểu như thầy nói lại nha, bán ngôi nhà đó rồi sau đó là mua tìm lại được một cái ngôi nhà mà như các bạn gần không? Gần. Nhưng mà như nào các bạn? Cái giá nó như nào? Không phải cái giá mà kiểu như là half the size, thì nó như các bạn, cái diện tích ngôi nhà thì như các bạn almost exactly half the size, thì kiểu như diện tích ngôi nhà mới thì nó như các bạn, nó bằng phân nửa cái ngôi nhà hiện tại, và nó như nó luôn các bạn, half the price thì nó như nào, nó cũng nửa giá. Để cho thầy nói lại nhớ các bạn, là mua một ngôi nhà mới nhưng ngôi nhà đó diện tích thì có tương đương không? Không, diện tích thì như nào các bạn? Bằng nửa diện tích. Vậy chắc chắn giá tiền nó sẽ như các bạn, cũng gọi là phân nửa. Được chưa? Đó. Rồi, và sau khi chuyển vào trong thì họ đã có những cuộc họp regular, thường xuyên để bàn đến việc và quyết định họ sẽ làm gì với cái số tiền là 800.000 đô la mà họ đã tạo ra trong cái vụ giao dịch bán nhà. Được chưa các bạn? Đó, các bạn ha. Rồi,
thì kiểu như là cuối cùng lại thì họ bán được ngôi nhà là bao nhiêu các bạn? 800.000 đô la. Được chưa? Đó, thì có thể là họ lấy phân nửa để làm gì các bạn? Để coi coi thử có phải lấy phân nửa để từ thiện không? Người ta có nói chỗ nào lấy phân nửa từ thiện không? Người ta là có tám có lấy phân nửa từ thiện không? Người ta chỉ nói là give away the money thôi, là kiểu như là đi ủng hộ, đi quyên góp tiền thôi, chứ người ta không nói sẽ kiểu như là bán hết lấy số tiền để quyên góp. Được chưa? Vậy bán hết tiền đâu nữa hả? Được chưa? Rồi vậy bài này đang nói về gì đây? Bài này tích cực. Nó xàm mấy đứa mà tích cực. Tại vì nó tích cực chứ hả? Thực tế tích cực là cụ thể như thế nào? Tích cực chỗ nào các bạn? Là nó tốt cho xã hội, giúp ích cho xã hội. Mà nó nhỏ mà nó đã như vậy rồi. Mà cụ thể nó sẽ làm gì các bạn? Ờ thì có ba mẹ đồng ý thì gia đình nó mà. Thì kiểu như là bài này tích cực chứ đúng không? Cụ thể là cái này đang nói về cái vấn đề gì các bạn? Cái sự cho đi nửa ngôi nhà luôn á. Rồi vậy thử lại cho thầy coi. Vậy bài này tiêu đề là gì? How can you sell your house at a reasonable price? Bạn có thể bán ngôi nhà của mình với một cái giá phải chăng như thế nào? Được không bạn? Câu B, cái tầm quan trọng của việc chuyển chỗ, chuyển nhà. Câu C, cái sức mạnh của phân nửa. Câu D, how is your house estate? Ngôi nhà của mình bị lâm nguy như thế nào? Ta nghĩ cái một nửa phù hợp chứ. Cái sức mạnh của cái việc phân nửa là kiểu như bài này nói về phân nửa đó, chi nửa ngôi nhà để kiểu như đi từ thiện đó các bạn. Nhưng mà cụ thể có phải là chi nửa ngôi nhà đi từ thiện không? Không, kiểu như là gọi là mua một ngôi nhà nhỏ hơn một nửa và giá cũng rẻ hơn, và thay vào đó mình lấy số tiền đó thì như đó các bạn, mình đi từ thiện, mình trích một số tiền để đi từ thiện. Cho nên bài này thấy cũng ổn chứ bộ. Cho nên bài này tiêu đề chính là The Power of House. Dạ mấy đứa cứ thấy sàm sàm nó ra một cái là cười, mà người lúc đó còn cười ha. Nó ra thiệt nha, tôi nói cho biết trước, nó ra thiệt nha mấy đứa. Ra thiệt thì nhớ cái tiêu đề này, The Power of House. Rồi, vậy nói là các bạn thấy là con bé này nó cứ nghĩ, các bạn nghĩ cái việc bán nhà đi từ thiện á thì nó sàm đúng không? Nhưng cuối cùng thì nó cũng làm gì các bạn? Nó cũng thực hiện luôn, nó làm trót lọt luôn. Vậy nó có liên quan tới cái từ radical ban đầu. Người ta nói là gì? Đôi khi nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt cho thế giới thì bạn phải làm một điều gì đó mà nó radical, phải là điều đó nó phải như thế bạn. Nó thú vị, tự nhiên thú vị. Cái này thú vị. Nó phải đặc biệt, cũng ổn đúng không? Nhưng trong hợp này phải là nó nghiêm túc. Nó phải là một cái nghiêm túc rõ ràng. Con này có nghiêm túc không? Cho nó suy nghĩ một cái, nó không suy nghĩ được thứ hai luôn nữa. Rồi cho nên con này phải radical là gì các bạn? Một cái nghiêm túc. Dạy học thì chữ radical đó sẽ mang hai nghĩa thứ nhất chính là gì? Cơ bản. Nghĩa thứ hai cũng mang nghĩa đó chính là triệt để. Nghĩa thứ ba của nó là nghiêm túc. Được chưa? Nhớ thành cái từ radical. Thầy nói là nghĩa nha, từ này là có thể ra đó. Nghĩa đầu tiên cơ bản, nghĩa thứ hai đó chính là triệt để. Triệt để là nó quyết liệt đó các bạn, mà quyết liệt là mình đang nghiêm túc làm tới cùng. Nhưng mà áp dụng vào trong cái bài này thì sao gây tranh cãi được? Câu đây là cơ bản, phải làm một điều đó cơ bản, bán nhà mà cơ bản thôi em. Sao mà đơn giản được? Cái này có đơn giản, bán nhà sao đơn giản? Rồi cho nên cái này là triệt để, quyết liệt, làm gì đó một cách quyết liệt. Quyết liệt là một cách nghiêm túc. Được chứ, tranh cãi gì nổi nữa, đúng không? Rồi, cái tôn thầy. Câu 41. Theo đoạn văn thì Hannah đã came up with her idea. Hannah đã nảy ra cái ý tưởng bán nhà ngay cái lúc nào các bạn? Ngay cái lúc nào mà cô ấy nảy ra cái ý tưởng mà kiểu như là phải giúp ích cho con người, giúp ích cho người nghèo này nọ, gặp cái ông già, cái ông vô gia cư, cũng như là thấy cái cảnh gì các bạn, người giàu người nghèo. Thì các bạn chốt là câu gì? Câu A, cô ấy ngủ qua đêm tại nhà bạn. Câu B, bố cô ấy bắt đầu làm việc tại cái nơi này. Câu C, cô ấy đã quyết định ngày qua mới nói quyết định sao các bạn? Chứng kiến. Cô ấy đã chứng kiến cái sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu. Và câu D, cô ấy đang ngồi ăn với gia đình. Thế chẳng nhận là câu C, witness, chứng kiến đồng hữu si đâu các bạn. Rồi câu 43, câu cùng nè. Dòng này dưới này đúng. Gia đình của Hannah đã use up thì đã gì các bạn? Đã use up là gì? Sử dụng up là sử dụng gì các bạn? Sử dụng hết cái lợi nhuận của họ. Có không? Không, câu B.
gia đình của Hana đã không có nơi ở. Nào, có chứ, mua căn nhà nhỏ hơn mà. Rồi gia đình của Hana đã kiếm được một cái lợi nhuận, đó chính là 800.000 đô từ cái việc bán chính ngôi nhà của họ, ngôi nhà cũ của họ. Cũng được mà đúng không? Đó, họ bán được 800.000 đô. Được chưa? Tiếp tục. Và gia đình của Hana đã giữ bằng đồ này, quyên góp tất cả số tiền cho từ thiện. Đấy, chắc chắn là không rồi, cho là phù hợp, vẫn là con. Rồi, ok các bạn ha.